Rồi ok Và ngày hôm nay anh chị hai là ngày 7 tháng 2 rồi Năm 2023 đều mà ờ, Các anh chị nhớ là cứ một tuần ấy Là chúng ta cần phải tổng kết lại anh chị nha ờ, Chúng ta hãy xem xem là Chúng ta đã đạt được bao nhiêu phần trăm Cái bức tranh mục tiêu về tài chính Mình đặt ra rồi Cái mục tiêu mình đặt ra anh chị Chúng ta cần phải bám sát được mà ờ, Chúng ta phải bám sát mục tiêu của mình Để mình có những cái chiến lược phù hợp ờ, Mình có những cái chiến lược phù hợp anh chị nha còn nếu mình đặt ra mục tiêu không mà mình không có nhớ tới luôn ấy thì tiềm thức của mình nó sẽ ưu tiên những cái gì anh chị tập trung trong cùng một thời điểm mấy anh chị thì não bộ của mình chỉ có thể tập trung được một thứ thôi ví dụ như cái anh chị đặt mục tiêu xong cái mình không có nhớ tới mục tiêu của mình thì coi như là tiềm thức của mình cũng sẽ biết rằng là cái điều này là nó không có quan trọng ờ, mà cái điều này không quan trọng thì tiềm thức của mình nó rất là thông minh anh chị ha để mà cho chủ nhân của mình gọi là uh, không có suy nghĩ nhiều thì nó sẽ làm gì ạ nó cho cái việc nó qua một bên à, được không ạ à? nên là khi mà các anh chị đặt ra mục tiêu anh chị nhớ, chúng ta cần phải có sự tập trung mỗi ngày anh chị nha cần phải có sự tập trung mỗi ngày ít nhất mỗi ngày anh chị cần phải hình dung tưởng tượng ra cái bức tranh kết quả tài chính 30 ngày của mình trước khi à, mình đi ngủ và sau khi mình thức dậy à, được không ạ à? và bên cạnh đó là anh chị cần phải chuẩn bị một cái tấm xét nhị màu Ở bao nhiêu trong số anh chị giờ trong phòng dung của chúng ta ngày hôm nay mình đã có tấm xét nhị màu thì comment số 1 cho tối được thấy rồi mà anh chị nào mình chưa có thì mình nhanh chóng nhắn tin cho những người bạn của mình anh chị nha. Ờ, nói bạn ơi tấm xếp nhiệm màu là gì thế gửi cho mình với. Được không ạ? À? Và anh chị nhớ là cái tấm xếp nhiệm màu nhà mình phải mang luôn mang theo bên mình anh chị. Ờ, đây là một cái tấm xếp nhiệm màu mẫu. Ờ, dành cho những anh chị em là mình uh, nghe mình không có hiểu ấy. Đây các anh chị nhắn tin cho những người bạn của mình anh chị nha. Ừ, Được không ạ? À? Để mình biết cái tấm xếp nhiệm màu. Ờ, để mình lấy và mình in ra. Một số anh chị hỏi tôi in bao nhiêu tờ thì anh chị in 12 tờ. Mình dành cho 12 cái mục tiêu tài chính tháng năm 12 cái mục tiêu tài chính của 12 tháng năm 2023 đúng không ạ? À? Và các anh chị nhớ rằng khi mình điền vào cái cái tấm set uh, nhiệm màu rồi, mình phải luôn mang theo nó trong uh, mình hoặc là anh chị có thể là để một tờ ở nhà, nói chung anh chị hãy để một tờ. Ví dụ mục tiêu tài chính tháng 2 anh chị để một tờ trong ví, trong túi sách của mình. Rồi những cái nên uh, chị nhìn thấy nói chung là anh chị làm sao mà để anh chị thấy nó thường xuyên. À và anh chị phải xem nó nha anh chị ha, phải lấy cái tấm xét đó ra và nhìn, xem và tự hình dung tưởng tượng về cái kết quả tài chính của mình ít nhất là hai lần một ngày. Được không ạ? À? À, hình dung tưởng tượng nhất hai lần một ngày anh chị ha. Rồi các anh chị comment cho tôi xem là ngày hôm nay là ngày 7 rồi anh chị, ngày 7 tháng 2 rồi là coi là mình đã đi qua được một tuần của tháng 2 rồi. Thì các anh chị đã đạt được bao nhiêu phần trăm mục tiêu tài chính của mình rồi ạ? À? Cái con số này anh chị phải nắm nằm lòng nha. À, phải nắm nằm lòng thôi anh chị. Có một à, cái anh chị mình có thể comment anh chị nha. À, anh chị à, tổng kết à, giúp Tú rằng là anh chị đã à, được bao nhiêu phần trăm cái mục tiêu tài chính của mình rồi. Ừ. Thường á anh chị, à, lúc trước là Tú chỉ đặt mục tiêu tháng thôi. Nhưng mà sau này ấy, là Tú, à, khi mà Tú được à, học tập các cái chương trình gym của câu lạc bộ và nhóm học tập. Thì sao à? Thì Tú cũng đặt mục tiêu tuần nữa anh chị. Mục tiêu ngày nữa mục tiêu tuần thì mình phải đặt mục tiêu tuần thì nó mới đạt mục tiêu tháng mình đâu thể nào mình mình ngồi mình chờ tới ngày 30 mới tổng kết đâu anh chị mà mình đặt mình đạt mình đặt ra mục tiêu ngày mình đạt mục tiêu ngày mình đạt được 7 ngày thì thì là 7 ngày là một tuần ít nhất mình phải đạt mục tiêu tuần anh chị nha mình đạt mục tiêu tuần thì 4 tuần nó sẽ thành một tháng nó sẽ thành mục tiêu tháng nên là mỗi ngày chúng ta có cái bước đặt hàng vũ trụ anh chị để mà chúng ta đặt mục tiêu của mình mình đã bám sát mục tiêu của mình mỗi ngày đó mình đặt ra ví dụ anh chị đặt hàng buổi trọ anh chị đặt mục tiêu tiền về mỗi ngày đúng không ạ thì mỗi buổi sáng chúng ta có những cái bước trong quy trình buổi sáng của mình là cái bước mà chúng ta ghi ra những cái điều mà mình mình biết ơn trong cuộc sống này cũng như mình rắc bụi phép màu cho ngày mới được không ạ thì trong lúc mà các anh chị rắc bụi phép màu cho ngày mới thì mình đâu có định xem mà ngày hôm nay tiền của mình về là bao nhiêu mình sẽ đạt bao nhiêu phần trăm bức tranh tài chính ngày hôm nay sức khỏe của mình thế nào được không ạ à? mình đặt hàng vũ trụ mỗi ngày anh chị nha còn những cái buổi sáng nằm các anh chị không có đặt hàng vũ trụ thì uh, buổi tối trước khi đi ngủ thì nhóm học tập của chúng ta có những cái chương trình đặt hàng vũ trụ anh chị thì mình hãy tham gia vào cho các chương trình uh, quy trình đặt hàng vũ trụ buổi tối cùng với nhóm học tập của mình anh chị nha uh, để mà trước khi đi ngủ anh chị đặt hàng đặt hàng hay còn gọi là đặt mục tiêu cho ngày mới được không ạ à? Bởi vì khi mà các anh chị đi ngủ tiềm thức anh chị đâu ngủ đâu. Mà tiềm thức của các anh chị sẽ đi thu hút cho cho, cho các anh chị những cái nguồn lực để giúp cho các anh chị hoàn thành được mục tiêu của mình. Nên trước khi đi ngủ hay là trước khi bắt đầu một ngày mới anh chị ha là chúng ta phải hoàn thành bức tranh trong tâm trí cái ngày ngày mai ấy. mình đã hoàn thành nó trong tâm trí rồi là mình đã đạt được những cái điều gì là mình phải viết ra giống như buổi tối anh chị đặt hàng đi là anh chị đang viết ra cái nhật ký thành công cho ngày mai ấy có giờ nó đã xảy ra rồi và bây, và bây giờ các anh chị đang ngồi tổng kết lại chứ không phải là anh chị đặt uh, anh chị uh, viết ra mà anh chị bảo là không biết mai có được hay không mà mình viết ra mình phải tin và mình phải hình dung như là thể là mình đã đạt được cái điều đó rồi ví dụ anh chị nói khách hàng uh, có cửa mua hàng uh, khách hàng nhiều đến mức mà tôi uh, uh, không có thời gian để chăm sóc ấy. thì sao anh chị thì anh chị phải hình dung là trời khách hàng ví dụ anh chị nhập cái online thì sao ạ khách hàng nhắn tin là quá trời tin nhắn là không rép kịp luôn khách hàng rép và thấy mình rép lâu quá khách hàng gọi cho mình luôn còn nhớ anh chị nào kinh doanh truyền thống thì sao ạ à? Thì mình mới thấy khách hàng vô tới tấp vô nườm nượp vô quá trời vô với vô cửa hàng của mình rồi mình hình dung mà mình coi camera phía trước là xe là đông nguyên ngút đông quá trời đông kiểu như thế anh chị được không ạ à? đấy còn tiền về như hơi thở thì mình hình dung mà. Điện thoại mình tin nhắn kêu tin 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 liên tục. À, được không ạ? Đó thì các anh chị phải uh, hình dung M não bộ của mình có nó có một cái chức năng và nó có những cái điều rất là tuyệt vời mình phải sử dụng à, anh chị ha. Mình đừng sử dụng cái não bộ của mình để chống để chống lại những cái điều mình mong muốn anh chị. Não, ngày trước mình hay dùng não bộ của mình để hình dung những cái điều mình không muốn đó, bây giờ mình phải phải biết sử dụng đúng anh chị nha. Và cái điều này rất là quan trọng anh chị. Nếu mà các anh chị muốn đạt được mục tiêu của mình thì cái việc mà chúng ta đo lường đo lường cái kết quả của mình 7 ngày uh, một mục, mục tiêu ngày, mục tiêu tuần và 4 tuần sẽ thành một tháng rất là quan trọng anh chị nha. Đấy các anh chị có thể là ngồi tính mà mình đo lường xem mình đạt bao nhiêu phần trăm mục tiêu uh, tháng 2 của mình được không ạ? À? Đó là các anh chị về mình nhớ tổng kết nha. Ngày mai tôi hỏi lại được không ạ? À? Bao bao nhiêu số anh chị mình đồng ý, mình comment số 1 giờ một số anh chị giờ nói xong rồi tính ra tiền bắt đầu gom tiền ha bắt đầu mở tài khoản hàng bắt đầu cộng, cộng 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 chắc cộng hết giờ luôn thôi các anh chị cái bước là anh chị về nhà làm còn nhớ anh chị nào comment anh rồi thì rất là tuyệt vời bởi vì các anh chị đó bám sát mục tiêu của mình đúng không ạ còn chúng ta thì chưa biết thì bây giờ mình mình biết thì mình thay đổi anh chị nha à, nên là các anh chị tối nay mình về mình tổng kết để ngày mai mình lên mình comment trên cái phần mà ghi 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 nhận ăn mừng thành công ấy mình uh, tổng kết thành công uh, thì mình nhớ tổng kết thành công là mình đạt bao nhiêu phần trăm mục tiêu rồi để cho mà uh, doanh nhân hay là mc uh, tối mai dẫn chương trình của chúng ta đúng không? sẽ đọc cái phần thành công của anh chị, à, Đủ mà, ok các anh chị nha. Và trong những cái ngày vừa qua anh chị thì chúng ta đã đi qua uh, cũng được uh, một số những cái tư duy và thói quen của những người giàu rồi. Và trong cái bộ livestream của chúng ta anh chị ha, thì chúng ta sẽ cùng nhau song song. À, phát triển cả hai cái nội dung cái thứ nhất đó chính là đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về những cái quy luật của vũ trụ à, và cái thứ hai đó chính là chúng ta sẽ cùng nhau à, tìm hiểu à, có nghĩa là chúng ta giờ cũng đi tìm hiểu về cái công cụ đó chính là công cụ sức mạnh tiềm thức và luật hấp dẫn à, để hấp để mà giúp cho cho các anh chị thu hút được những cái nguồn lực thì mình cũng phải gì à, để mà các anh chị thu hút được những cái nguồn lực thì các anh chị phải có tư duy À, cũng giống như là anh chị cũng phải có những cái kỹ năng để mà các anh chị hãy nắm bắt được những cái nguồn lực đó để mình có thể hoàn thành xuất sắc những cái nguồn lực mà vũ trụ mang tới cho mình Thì ví dụ anh chị ha có những cái có rất là nhiều người ngoài kia thậm chí là bản thân của một số anh chị trong phòng dùng ngày hôm nay của chúng ta đấy là chúng ta cũng biết về luật hấp dẫn và cũng biết về sao mình định thức luôn nhưng mà mình không biết tại sao mà mình cũng ứng dụng mình cũng ra quyết định cho cái việc này việc kia nó đạt được nhưng mà về tiền thì nó hay là tài chính thì nó không được. Ví dụ như là về công việc bán hàng đi anh chị. Những anh chị nhà mình làm bán hàng thì sao ạ? À? Mình có cái mức thu nhập nó tầm khoảng 10-20 triệu. Bây giờ mình mong muốn tăng lên khoảng gấp 10 lần như vậy là 200 triệu đi. Ở nhưng mà khách vũ trụ và tiềm thức may đến cho anh chị là những cái nguồn lực và những khách hàng giàu. Những khách hàng mà có tiền anh chị. Những cái người giàu có. Nhưng mà khi các anh chị gặp những khách hàng giàu có thì sao ạ? À? Mình không có biết nói chuyện gì với họ hết trơn ấy. À. Mà mình chỉ gì ạ? Mình tối ngày mình chỉ hỏi họ vòng vòng những cái câu gì anh chị? Là anh chị sống ở đâu? Rồi nhà ở đâu? Rồi nhà có bao nhiêu con? Rồi anh chị làm nghề gì? Rồi quê anh chị ở đâu? Rồi à, Tết vừa rồi hay là... Cái gì đó có vui không? nói chung là mình không biết nói câu chuyện nhiều ngoài những câu chuyện đó hết và tất nhiên rồi anh chị nếu mà chúng ta nói những câu chuyện đó thì chúng ta không thể nào kết nối được với những người thành công mà có anh chị mình không có nói chuyện được không có giá trị mình trao và tất nhiên nếu mà chúng ta không có nào mà xây dựng mối hệ với họ được mình không có sự kết nối với họ thì sao các anh chị thì uh, anh chị chưa là chưa làm chưa làm bạn được với họ thì họ cũng sẽ không thể nào mua hào các anh chị được. Được không ạ? À? Vậy thì coi như vũ trụ mang đến nguồn lực cho chúng ta, nhưng mà nếu mà mình chưa đủ tư duy, mình chưa đủ các cái kỹ năng, chưa có đầy đủ những cái tư duy những cái kỹ năng cần thiết thì mình cũng sẽ không có nhà nắm bắt tốt được anh chị nha. Nên là trong những ngày vừa qua là chúng ta đã đi qua một số những cái tư duy của những người thành công và giàu có. Vì cái công thức của người thành công là gì anh chị? Suy nghĩ thì tạo ra cảm xúc, cảm xúc thì tạo ra hành động và hành động thì tạo ra kết quả. Chứ nếu mà bây giờ mình biết về luật hấp dẫn mà các anh chị thấy rằng là như tôi chia sẻ có rất nhiều người biết về luật hấp dẫn nhưng mà tại sao họ vẫn chưa ứng dụng để tự do tài chính được Ở bao trong số cho anh chị trong phòng dùm tối ngày hôm nay là trước khi biết anh nhớ học tập trước khi biết anh coi lạc bộ là chúng ta đã biết về luật hấp dẫn rồi hay thậm chí là mình biết có những người bạn của mình cũng đã đọc sách về luật hấp dẫn rồi nhưng họ cũng biết ơn dữ dội lắm nha họ cũng đặt hàng vũ trụ các kiểu vân vân cũng là cái gì có trong đầu cái đó có trong tay trong đầu cũng nghĩ có 10 tỷ mà trong tay chưa có 10 tỷ cũng tắm xét nhịp màu nhịp màu đồ ha cũng quá trời quá đất rồi cắt tiền giấy rồi biến thành tiền thật các kiểu nghệ thuật biến giấy thành tiền đó anh chị à, nhưng mà mắc buồn cười nhất là đạt được những cái nhỏ 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 thì được họ biết được cái sự tồn tại của luật hấp dẫn nhưng mà không biết sao nói về tự do tài chính thì họ chưa đạt được đúng không ạ à? À, ngày trước thì tú thật sự với các anh chị kể cả bây giờ chúng ta có biết hay không biết thì luật hấp dẫn nó vẫn nó vẫn tồn tại thôi ngày trước tôi cũng như thế anh chị à, mình không có biết về sự tồn tại của luật hấp dẫn nhưng mà lúc nào mình cũng khao khát còn có nhiều tiền à, nên là gì ạ à? mình khao khát anh chị ha à? nhưng mà tiệm thức mang cho mình con đường thôi còn còn mình có nhận ra hay không là nó cũng phải phụ thuộc vào cái khả năng tư duy của mình được không ạ à? nên là ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các anh chị vậy À, mấy ngày hôm nay là tôi có chia sẻ cho các anh chị xong về sức uh, mạnh thức rồi, sau rồi sau đó là cũng chia sẻ các anh chị về những cái tư duy triệu phú đúng không? và bây giờ việc của chúng ta là gì anh chị? À, là mỗi ngày các anh chị được học từ hai tới ba tư duy triệu phú, thì mình phải ứng dụng theo những cái điều đó anh chị. chúng ta phải uh, khi mà mình học được những tư duy của những người thành công và giàu có, học những suy nghĩ của những người thành công và giàu có rồi, thì mình phải ứng dụng vào chính bản thân của mình. Được không ạ? À? Và bao trong số các anh chị trong những ngày vừa qua hay là kể cả ngày hôm nay, anh chị đã bắt đầu ứng dụng những cái kiến thức, những cái tư duy mình đã học của những người thành công và giàu có vào trong cuộc sống của mình rồi. Thì các anh chị comment tôi dạ. Hôm trước chúng ta học những cái tư duy gì ạ? Ừ, đó anh chị hãy xem lại nhé. Ứng dụng từ những cái việc nhỏ nhất anh chị nha. À, có nghĩa là khi mà trước khi mình làm một cái việc gì đó thì mình phải đặt câu hỏi là à, nếu mà một cái người triệu phú thì đứng trước cái sự việc này hay cái cái công cái, cái 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 sự kiện này thì họ sẽ có những suy nghĩ gì và họ hành động như thế nào đứng trước một sự kiện mà không thuận lợi hay thuận lợi gì chăng nữa thì mình đã được học đúng không vì những cái chuyện người triệu phú họ sẽ có những cái thái độ gì họ sẽ có những suy nghĩ gì à, và mình được chỉ lựa chọn một thôi anh chị nha một là mình vẫn làm theo những cái thói quen cũ hay là mình làm theo những cái thói quen mới và mình xây dựng những cái thói quen mới. Được không ạ? À? Thì đó mới gọi là ứng dụng được. Và sau khi mình chọn rồi thì bây giờ mình nói Ok bây giờ mình muốn trở thành triệu phú thì mình lựa chọn cái suy nghĩ của một triệu phú. Và mình hành động theo triệu phú. Cái đó gọi là bắt đầu ứng dụng anh chị ha Và khi chúng ta ứng dụng rồi thì chúng ta sẽ tạo những cái kết quả của những cái người triệu phú được không ạ? À? tự dưng khi mà các anh chị bắt đầu ứng dụng những cái tư duy triệu phú á anh chị thì anh chị sẽ thấy rằng là ô mục tiêu mình đạt 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 ra nó đạt được luôn anh chị thế là cứ mỗi ngày trôi qua khi các anh chị ngộ được trên chính cái cơ thể của mình trên chính cái con người của mình ấy khi các anh chị giác ngộ ngộ ra anh chị và các anh chị kiên trì ứng dụng mỗi ngày thì nó sẽ trở thành cái lối sống của mình cái kiến thức đó cái tư duy đó những cái điều đó sẽ trở thành những cái cái của riêng mình anh chị nha chứ nó không còn nằm trên sách vở nữa, được không ạ? Rất là tuyệt vời anh chị. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đi qua uh, những cái tư duy tiếp theo, những cái suy nghĩ tiếp theo của những cái uh, hay là còn gọi là những cái thói quen của những người thành công và giàu có anh chị. Để mà tú và các anh chị sẽ cùng nhau chúng ta gì tiếp tục thay đổi để mình thành công, được không ạ? Và uh, có một cái thói quen, một cái thói quen anh chị cũng như là một cái tư duy của những người thành công và giàu có mà hồi xưa. Ờ, khi mà tú là nhân viên bán hàng anh cũng đó mình chưa có biết được điều này ờ, các anh chị ghi giúp tú cái tiêu duy ngày hôm nay nha ờ, ghi vào vỡ anh chị chính là người giàu thì họ ngưỡng mộ những người thành công và giàu có khác Còn người nghèo thì họ bực tức và ghen tị với những cái người thành công và giàu có người giàu họ ngưỡng mộ những người thành công và giàu có khác còn người nghèo họ sẽ bực tức với những cái người thành công mà giàu có. Hồi trước các anh chị khi mà tối trưa vào những học tập của mình ấy, hay vào câu lạc bộ giáo dục tài chính nhất là lượng ấy, anh chị. Khi mà mình chưa biết được những cái kiến thức này và những cái tư duy này ấy, thì lúc đó anh chị hay những cái người giàu ấy những cái người giàu có thì có người mình thích có người mình không thích có người mình thì mình mình thấy họ giàu mình nghĩ họ như thế này nè trời ơi, cái người nhà họ giàu ấy chắc là do họ làm những cái điều mà không tốt họ làm những cái việc mà họ bị, việc mà không có chân chính à, nên là họ mới giàu nên là mình không có ngưỡng mộ họ anh chị mà thay vào đó là mình uh, còn ghét nữa. nên là ngày trước anh chị biết không ạ Từng có thời điểm là tú uh, chia sẻ với các anh chị luôn là uh, tú uh, chị Ngọc Trinh anh chị rất là nổi tiếng và rất là nhiều người ngưỡng mộ nhưng cũng có rất là nhiều anti fan thì giờ ngày trước ở trong đó có tối anh chị ha mà tôi thấy chị Ngọc Trinh mua túi hàng hiệu hay xà đồ hiệu mình hay nói chờ đất ơi cái chị này phí tiền ghê mình mà có tiền 2 tỷ 3 tỷ mình sẽ không có mua cái túi như vậy cho phí quá chờ mua cái nhà sướng hơn có nghĩa là mình thấy những cái người giàu đó, anh chị là họ sở hữu những cái món đồ mà đắt rồi hàng hiệu mình nói rằng là nếu mà là mình mình sẽ không bao giờ mua nhưng quan trọng là những cái người mà họ nói cái câu đó thì thường họ không có bao giờ họ mua được anh chị Tại vì tôi rất là nhớ cái câu của thầy Tạ Phiệt có nói như vậy nè. À, là đừng bao giờ chỉ người giàu cách tiêu tiền. À, chỉ có người giàu và đừng bao giờ tiêu tiền. Tại vì tốc độ mà người giàu kiếm tiền. <laughs> có nghĩa là có rất là nhiều người ấy, anh chị. Họ học cái họ học cái cách tiêu tiền của người giàu nhưng mà họ không học cái cách kiếm tiền của người giàu. Họ thấy người ta xài tối hiệu họ cũng xài theo. Họ thấy họ xài theo. Nhưng mà cái khả năng kiếm tiền họ không có được ấy. À, nên là khi mà họ thấy những cái người giàu và có mà họ xài hàng hiệu ấy, thì họ hay đánh giá lắm anh chị ngày trước tôi cũng từng như thế và sau này có một cái diễn viên trong uh, uh, diễn viên người hoa anh chị ha thì nói một câu mà tôi thấm thía luôn đó chính là nói cái câu nói đó chính là những cái đồ mà bạn thấy mắc ấy bạn thấy đắt ấy thì không phải nó đắt đâu nó bán đúng với cái giá trị giá tiền và giá thành và nếu mà bạn thấy cái món hàng đó mà nó đắt ấy thì khác gì bạn coi mình là rẻ mạt trời nói câu đó mà tú tỉnh đâu anh chị ha nói câu đó mình thấy ờ đúng là người giàu họ có những cái tư duy thật sự khác hẳn với mình luôn tại vì đơn giản anh chị ha đó chính là những cái thương hiệu thương hiệu mà lớn trên thế giới bán những cái sản phẩm mà mấy nghìn đô anh chị thì theo anh chị là nếu mà họ làm ra mà không ai mua thì họ có làm không à nhưng mà quan trọng nhất nha là những cái túi đó nó vừa ra cái tự nhiên nó hết luôn anh chị ha nó bán hết hàng luôn ờ, nó bán hết hàng luôn anh chị đấy được không à? nên khi mình lúc đó tôi biết cái điều đó của cái chị đó chị nói như thế cái mình thay đổi đó là mình thay đổi anh chị và hồi, hồi trước khi mình thấy những cái người họ xuất sắc ấy họ giỏi hơn họ giàu có hơn thì mình không có ngưỡng mộ đâu đa số là mình ghen tị thôi và các anh chị trả lời thật lòng như các anh chị có không ạ à? ngày trước á ngày trước cơ có mà có chứ có nha, bởi vì tôi nói tôi chia sẻ các anh chị như vậy nè, là trong phật giáo ấy có nói như vậy anh chị, mới là bên trong mình ấy là có đầy đủ các hạt giống, biết ơn, yêu thương, uh, ganh ghét, sân si, gato, rồi ích kỷ, rồi nhỏ nhen, nói chung là những cái hạt giống uh, uh, này kia là có hết, ai cũng có những hạt giống đó hết chưa anh chị nha nhưng mà quen, giống thiện lành tốt lành rồi hay là không tốt đẹp thì cũng có luôn nhưng quan trọng là ai là người nuôi dưỡng nó lớn tại vì hôm trước tôi chia sẻ anh chị rồi cái nào mình mình nuôi dưỡng thì nó mới phát triển được còn mình không có nuôi dưỡng làm sao nó phát triển được Ở khi mà mình càng nuôi dưỡng thì sao anh chị nó lớn nhanh hơn nó cao hơn Ở và khi nó càng lớn nó càng cao thì sao anh chị thì bên trong mình nó nó có cái hoa trái đó thì nó sẽ hiện lộ ở bên ngoài còn cái cây nào mà mình không có nuôi dưỡng nó thì nó nằm ở cái dạng mà nó không có nảy mầm được nó cứ ở trong đó nhưng mà nó là một cái hạt mầm mặt mầm không có nảy mầm được được không ạ à? thì lúc đó là ngày xưa là khi mà tú chưa biết đến đến, đến câu lạc bộ khi mà tú chưa tham gia vào câu lạc bộ anh chị thì mình cũng hay nuôi dưỡng những cái hạt giống như là sân si rồi ganh ghét rồi nói chung là mình thì không có ý gì nhưng quan trọng là mình nghĩ cho nó sướng anh chị nghĩ như mình nghĩ trong tâm trí của mình cho nó sướng cho nó thoải mái chứ bây giờ cái tâm trí mình ở không, không biết làm gì hết trơn mà khi mà tôi bước chân vào câu lạc bộ anh chị ha thì tôi bắt đầu là gì à? À, mình bắt đầu nuôi dưỡng những cái hạt giống của những người thành công và giàu có đó chính là hạt giống yêu thương nè à, biết ơn nè thành công giàu có ngưỡng mộ nè được không ạ? À? Rồi những cái hạt giống mà tốt đẹp anh chị. Và lúc đó khi mà tôi đọc quyển sách sức mạnh thức anh chị nha. Trong quyển sách sức mạnh thức và cũng như quyển sách luật hấp dẫn anh chị. Thì có nói như vậy nè. Có nói một cái câu như vậy mà tôi thấy rằng rất là đúng luôn. Nghĩa là bản thân mình tự ngộ ra anh chị. Đó là nhiệm vụ của bạn ấy. Ví dụ như anh chị thấy những người thành công và giàu có. Thì bạn cứ ngưỡng mộ họ đi. Bạn đừng có suy nghĩ nhiều. Tại vì sao ạ? À? tại vì nếu như những cái người giàu mà họ làm những cái điều mà không có đúng theo những cái quy luật vũ trụ ấy, anh chị họ không có đúng theo những cái quy luật vũ trụ họ không tuân theo quy luật nhân quả thì sao à thì đến một ngày nào đó thì cái quy luật nhân quả cái việc đó thì tự khắc là sẽ quay về với họ thôi còn cái việc mà mình đánh giá hay là cái phán xét còn không phải là việc của mình đó không phải là việc của mình anh chị mà cái việc của mình ấy cái việc của mình không phải là quan sát hay là đánh giá hay là nói cái điều này điều kia người khác không phải là việc của mình anh chị đó là việc của vũ trụ anh chị nha mà việc của mình là chỉ cần tập trung vào chính mình thôi mình quan sát những cái suy nghĩ của mình những cái lời nói của mình những cái hành động của mình mỗi ngày mình tập trung vào bên trong của mình anh chị tại bên trong thế nào thì bên ngoài thế nấy mà và khi mà tôi học về những cái tư duy người giàu anh chị sau đó mình học về số hình thức thì mình mới biết được rằng là thật sự là mình bắt đầu mình ngộ ra cái điều này anh chị ha và sau đó bắt đầu là tôi thay đổi anh chị lúc đầu nó không có dễ đâu anh chị nên chúng ta phải cần môi trường là như vậy mình thay đổi mình 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 tự mình canh mình anh chị mình canh cái tâm trí của mình mỗi lần mà mình thấy mình bắt đầu có những cái suy nghĩ mà nó những cái hạt giống mà nó không tích cực nó nảy mầm lên ấy. là mình bắt đầu mình me nó anh chị mình me để làm cái gì ạ triệt tiêu nó mình sửa lại ngay mình chuyển hóa ngay anh chị Mình bảo là không có được Bây giờ bạn không có được làm như thế Bởi vì tư duy của một triệu phút đô la Người ta nói là phải ngưỡng mộ và nâng gương những người thành công và giàu có Và theo quy luật của vũ trụ là um, Mình đã được học là gì ạ à? Là mình cứ hãy tập trung và Tập trung vào chính mình Việc của mình để ngưỡng mộ Mình là phải ngưỡng mộ những người thành công và giàu có Vì trong vũ trụ này anh chị ha Chỉ có mình và luật hấp dẫn thôi Nên mình nếu bên trong của mình thế nào Thì bên ngoài của mình sẽ thế nấy nên mà, nên mình mà nghĩ gì bên trong thì bên ngoài của mình ấy thì mình chỉ thu hút những cái điều đó đến với mình ở bên ngoài thôi. Được không ạ? Bao nhiêu trong số anh chị mình hiểu cái điều tôi vừa nói của mình số 1 gì à? Giống như một người ấy anh chị, một một người mà anh chị gặp bên ngoài ấy, thì anh chị chỉ thấy 10% cái bề bề ngoài của họ, cái bề nổi của họ. Còn 90% còn lại các anh chị làm sao thấy được bên trong họ có cái gì? Mình đâu có nào mình thấy được giống như một cái tải băng trôi. Thì nó 10% phía trên anh chị thấy được. Còn 90% phía dưới anh chị đâu có thấy đâu. Vậy thì cái con người ở khi mà chúng ta gặp một cái người đó bên ngoài cũng vậy anh chị ha. Mình chỉ thấy được 10% bên ngoài của họ thôi. Nhưng mà khi họ về nhà, họ đi vô trong phòng, họ đóng cửa lại, họ làm gì? Sao mà chúng ta có thể là kiểm soát được và mình biết được? Nên mình không thể nào mình nhìn bề ngoài mà mình đánh giá một ai đó anh chị ha mình không thể nào đánh giá và phán xét người ta được khi mà mình chỉ mới có biết được có nhìn thấy được 10% phần trăm bề ngoài của họ thôi bởi vì khi các anh, 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 anh chị đánh giá anh chị phán xét ấy, thì cho tú hỏi anh chị nha khi mà các anh chị đánh giá anh chị phán xét thì ai là người nghe đầu tiên à? ai là người nghe đầu tiên à, anh chị mình tại vì miệng gần tay của mình mà mình nói cái người ok anh chị có thể nói cho một người b nghe người a nói người b nhưng mà trước khi tới tay người b là tới tay mình trước Ờ, tiềm thức của mình nghe chứ ai anh chị Mà tiềm thức của mình là ông đàn thân đó Mà ông chàng thân của mình là sao anh chị Lúc nào cũng trong cái tư thế là gì à? Sẵn sàng thực thi nhiệm vụ Cầm sổ ghi chép hết Anh chị nói gì giọng ghi lại hết anh chị Ông nhà ông hay lắm Ghi không sót một chữ luôn à, ông ghi không sót một chữ anh chị ha và chúng ta không thể nào mà mình ngồi mình đó mình giải thích và ông như vậy nè ông dành thần ơi cái suy nghĩ này hồi nãy tôi mới suy nghĩ tôi mới nói không phải là tôi nghĩ về tôi đâu nha mà tôi nói về cái người kia kìa tôi nói về cái người kia nên đừng có ghi vô nha ông đâu quan tâm đâu anh chị ông ghi hết cho dù anh chị suy nghĩ về ai tốt hay không tốt thì ông ghi lại hết rồi sau đó gì những cái suy nghĩ đó nó sẽ nảy nở thành hoa trái và quay về với chúng ta anh chị nó sẽ quay lại thành cái cuộc sống của mình nên nếu như mình cứ nghĩ mình cứ nhìn vào những cái người giàu á mình nghĩ họ không có tốt thì ông tiềm thức của mình bảo rằng là gì à chủ nhân của tôi là không thích người giàu nữa. rồi chủ nhân của tôi là không bao giờ thích uh, tiền không bao giờ thích sự thành công giàu có nên là không bao giờ chủ nhân của tôi giàu có luôn đấy là không bao giờ cho chủ nhân giàu có luôn thấy những cơ hội giàu đến là gì đi qua một bên bảo vệ chủ nhân mà là bắt đầu kiếm cách là có người thân đến là ngăn cản là không cho tham gia không cho gì là không cho um, nắm bắt cơ hội đó, rồi không thì có việc này việc kia đến ngăn cản mục tiêu của mình, được mà. Nên là anh chị thấy rằng là uh, lúc trước ấy, khi mà anh chị có những cái tư duy là không có thích người giàu và hay đánh giá những cái người giàu có hay là không ngưỡng mộ họ, anh chị thấy rằng mặc dù mình muốn giàu nhưng mà cơ hội nó thường bay nó vượt qua rất là nhanh. Bởi vì sao anh chị? Bởi vì ông điện thân của mình bảo vệ mình đó. Nên là mình đừng có cắn rất lương tâm mình ân hận là chơi tại sao mình không biết nắm cái bắt cơ hội này chờ mình nó mất bây giờ tài sản mình nhân bao nhiêu phần trăm Mình nhân bao nhiêu lần không không tất cả mọi thứ đến với mình là do mình nha anh chị nha không ai tôi chia sẻ các anh chị rồi không có cái sự kiện gì hay sự việc gì đến với cuộc đời mình mà tự nhiên nó đến hết không có cái gì mà tự nhiên nó xảy ra anh chị nha mà nó xảy đến là nó đã nằm bên trong tâm trí anh chị rồi còn nếu nó không nằm trong tâm trí anh chị là bởi vì các anh chị đã cho phép người khác được gieo cái hạt giò giống đó bên vào trong tâm trí của mình và mình không có kiểm soát được Mình không có kiểm soát Ví dụ như người ta nói là Này khó lắm không làm được đâu Cái anh chị cũng ừ chắc không làm được đâu Cái ông thằng đàn thần nói là gì À chủ nhân mình sẽ dép với cái hạng giống này Sẽ dép với cái quyết định này Thế ông thực thì luôn mặc dù cái câu nói đó là của một cái người bơi Nhưng mà người A nghe mà người A xây Thì cái ông thằng thần của người A bảo gì Chủ nhân mình đồng ý rồi ghi vô Không quan tâm câu này ai nói anh chị ha Được không ạ à? nên những gì sự kiện nhìn đến với cuộc đời anh chị ấy, nó sẽ thông qua năm giác quan anh chị nghe nè anh chị nói gì nè anh chị suy nghĩ cái gì nè anh chị nhìn thấy cái điều gì nè anh chị cảm nhận như thế nào nè nếu ta phải cẩn trọng anh chị ha mình phải bảo vệ năm giác quan của mình được không ạ à? bởi vì năm giác quan của mình mà anh chị không bảo vệ được hay là anh chị nên nhớ là cái gì ấy quả hay là quả đắng hay quả ngọt anh chị sẽ được nhận trên chính cái cơ thể của mình ấy được không? Bao trong số anh chị hiểu gì này Thì comment tôi dạ Nên các anh chị nhớ là cái gì có trong đầu của mình Nó sẽ có trong tay đó nha Nên là thành ra khi mà tôi nhận ra cái điều này anh chị Thì tôi hiểu được rằng cái việc của mình là không phải là mình đi nhìn người này người kia Mình đi nói người này người kia Mà cái việc của mình là tập trung vào chính mình Mình quan sát chính mình anh chị Mình quan sát những những cái tư duy của mình, những cái suy nghĩ của mình, những cái lời nói của mình, những cái hành động của mình. Tại vì sao anh chị? Vì cuộc đời của mình là do chính bên trong của mình nó sẽ thu hút tới. Mà bên trong của anh chị thế nào, bên ngoài sẽ thế nấy. Mọi sự vật sự việc sẽ diễn ra hai lần. Lần thứ nhất là bên trong đầu của mình và lần thứ hai là ở ngoài thực tế. Nên là anh chị chỉ cần tập trung lo cho chính mình thôi. Tập trung vào bên trong tâm trí của mình ấy. Bởi vì bên trong đầu của mình nó nghĩ gì nó sẽ thu hút cái điều đó nè. Và từ đó anh chị là tôi bắt đầu làm chủ được cái tâm trí của mình mình luôn luôn ngưỡng mộ và noi gương những người thành công và giàu có còn cái việc mà họ làm đúng hay không đúng thì có vũ trụ lo rồi anh chị có quy luật nhân quả và các quy luật vũ trụ theo sát rồi nhiệm vụ đó không phải của mình à, nếu mà họ làm không đúng thì có quy luật nhân quả anh chị còn nếu mà họ làm đúng mà cái anh chị mà mà ví dụ họ làm đúng mà các anh chị đánh giá là các anh chị biết rồi đó quả nó đến với mình đó nên các anh chị để ý là gì? Vậy? những cái người mà họ làm đúng với luật đó anh chị họ sống đúng các quy luật vũ trụ ấy, thì anh chị thấy họ thành công nó tiếp thành công mà đâu đâu nguồn lực đến giúp họ mà họ thành công luôn anh chị rất là tuyệt vời luôn nên là chúng ta lưu ý điều này anh chị nha những anh chị nào ở đây mà hiện tại à, mà ngày trước ấy, hay là cái cái ngày trước mình thấy người giàu mình hay nói thế này thế kia mình nói rằng dạ, giàu chi rồi cuối cùng gia đình có hạnh phúc đâu rồi à, nhưng giàu keo lắm rồi giàu là phải như thế này À, thì mình đừng có đánh giá nữa anh chị nha mình phải làm chủ chính mình anh chị đúng mà mình phải thực hành điều này anh chị thực hành mình phải ứng dụng trên chính cái cơ thể của mình để tạo ra kết quả đúng mà rồi bao nhiêu trong số anh chị chúng ta đã quyết định à, bắt đầu từ ngày hôm nay mình sẽ về thực hành à, bằng cách là mình làm chủ tâm trí của mình mình luôn ngưỡng mộ những người thành công và giàu có thì comment vậy à, tôi cho tôi được thấy anh chị nha còn cái việc mà ngày trước chúng ta từng chưa ngưỡng mộ người giàu ấy là bởi vì ngày trước cũng đã từng như thế ấy, anh chị bình thường thôi à, bây giờ mình biết rồi mình thay đổi anh chị. Nếu mà chủ nhân mình thích cái cuộc sống mà không có tiền, không có tài chính, không có giàu có và chủ nhân của mình rất là tự hào rằng là đói cho sạch, rất, rất cho thơm. À, nó là gì ạ? Mình sẽ cho chủ nhân mình đạt được cái điều đó luôn. Nên là mình phải bắt đầu từ ngày hôm nay phải làm chủ tâm trí của mình anh chị nha Phải canh giữ tâm trí của mình Mỗi lần mà tâm trí của mình Hay người Mình thấy mà người giàu mà bắt đầu ở bên trong Cái con người cố vấn của mình anh chị Cái ông cố vấn của mình ấy Bao trong số anh chị đã gửi ông cố vấn của mình đi học rồi Hôm qua tôi chia sẻ anh chị Bao trong số anh chị đã gửi ông cố vấn của mình đi học Chương trình làm chủ sự giàu có Và chương trình doanh nhân số chúng rồi Comment số 100 anh chị nha Ai chưa gửi đi thì comment số 0 ạ à để mà chúng ta bắt đầu giờ, gửi ông đi học đi anh chị <laughs> gửi ngay đi học đi anh chị nha ông cố vấn ông nhiều chuyện lắm ông tư vấn rất nhiệt tình mà toàn tư vấn đi lùi không mà bạn lùi không à được không ạ à? khi mà ông cố vấn của mình bắt đầu bắt đầu có cái ý kiến ý còi ha là ha người giàu ha thế này thế kia ăn mặc đồ hiệu tốn tiền đồ ha tiền xong đi làm từ thiện tích phước đi à, mua cái đồ nó về để chơi xài cái túi đó ai đâu biết tiền tỷ mặc dù à, như thế nhưng mình cũng biết mấy ghê chứ nói cái túi này tiền tỷ ai cho mình nhìn nhưng mà quan trọng mình cũng sôi người ta mình mới biết cái túi tiền tỷ chứ à, ngay lập tức là mình phải làm chủ tâm trí mình liền anh chị mình nói sao à không tôi đã có tư triệu phú rồi tôi luôn ngưỡng mộ và nâng gương những người thành công và giàu có khi à, mình thấy cái con người cũ của mình bên trong cái đầu hó hé à mình phải ứng dụng ngay anh chị mình phải lấy tư chị phú ra mình đàm phán và mình lý giải cho bạn nó hiểu ngay Chúng ta đây là cái quyền lựa chọn anh chị ha, tôi nói anh chị rồi. Cuộc sống là một chuỗi của những sự lựa chọn. Bây giờ anh chị có hai sự lựa chọn. Là anh chị đang có hai cái con người bên trong của mình. Một là cái con người cũ và hai là cái con người anh chị đang xây dựng cho mình. Và một cái cái con người cũ anh chị thì anh chị sẽ có cuộc sống hiện tại. Cuộc sống cũ. Còn cái con người mới, anh chị nuôi dưỡng cái con người mới này thì các anh chị sẽ có một cái gì ạ? À? Cái kết quả là triệu phú. Và các anh chị lựa chọn cái nào nó cũng sẽ đúng với cuộc đời của mình. Không có cái nào đúng hay không có cái nào sai anh chị nha. Chọn sai nó đúng vậy à. Được không ạ? À? Và khi đó tôi bắt đầu thay đổi chính mình anh chị. Là từ một người hay nhìn ra bên ngoài. Hay ý kiến, ý còi, hay nhận xét người ta. Thì tôi đã bắt đầu xây về bên trong của mình. Tập trung vào quan sát và những suy nghĩ lời nói và hành động của mình. Ngưỡng mỗi những người thành công và giàu có. Được không ạ? À? Đấy, đó chính là cái tư duy diệt người giàu ngưỡng mộ những người thành công và giàu có à, và tiếp theo là gì anh chị và một cái tư duy nhỏ đó chính là khi mà tú nghe uh, uh, tỷ phú Jack Ma anh chị ông có nói như vậy nè khi mà bạn chơi với năm người giàu ấy năm triệu phú đô la thì bạn sẽ là triệu phú đô la thứ sáu rồi có bao trong số anh chị chúng ta cũng có một cái mục tiêu cũng như có một cái ước mơ rằng mình cũng trở thành triệu phú đô la anh chị cũng đặt ra mục tiêu trở thành triệu phú đô la thì comment tôi đi anh chị và anh chị biết không ạ à, ngày trước tú cũng ừ, không có biết triệu phú đô la là gì đâu nhưng mà tại sao cái từ ấy này có trong đầu trong đầu của mình anh chị là tại vì khi mà tú đi học các lớp phát triển bản thân ấy bởi vì mình khao khát làm giàu quá mình bắt đầu đọc sách nè mình tham gia các khóa phát triển bản thân ở các buổi hội thảo nè mình cứ nghe người ta nói chữ triệu phú đô la triệu phú đô la thì dần nó nằm nó nó nằm bên trong tâm trí của mình luôn và mình cũng ra quyết định là sao ạ à? à, tôi cũng sẽ trở thành triệu phú đô la Hồi xưa là mình không có biết là triệu phú đô la bao nhiêu tiền đâu anh chị Sau này khi mà mình bắt đầu mình uh, uh, Tìm hiểu mà Mình biết là triệu phú đô la chắc tầm 23-24 23, 20, 23 24 tỷ gì đó Cái xong mà tôi mới nghe Tỷ phú Jack Ma ông nói rằng là gì Chơi với 5 triệu phú đô la thì bạn sẽ là trở thành triệu phú đô la thứ sáu. Cái mình mới suy nghĩ Trời ngày trước mình nghĩ trở thành triệu phú đô la chắc khó lắm Bây giờ nó dễ gì sao <laughs> Mình thấy làm giàu Dễ gì hả Tại vì ngày trước mình nghĩ làm giàu chắc phải học đủ thứ hết trơn ấy học cái này học cái kia học chắc tốn tiền lắm mà không biết có giàu không ờ, nhưng mà bây giờ mình nghe tỷ phú Jack Ma nói một câu là chỉ cần chơi với 5 triệu phú đô la thì bạn sẽ là triệu phú đô la thứ sáu mà cái câu nói của uh, triệu phú của ông tỷ phú Jack Ma anh chị ông nói cái mình suy nghĩ như vậy nè à vậy bây giờ mình chỉ cần tìm ra năm người triệu phú đô la mình chơi thôi là mình sẽ trở thành người thứ sáu nhưng mà cái quan trọng anh chị ha là bây giờ câu hỏi đặt ra là triệu phú đô la đâu ra để mà mình chơi nè Bây giờ mình xây tới xây lưu xây trước xây sau thì mình thấy những mối quan hệ của mình ý. chỉ toàn những người bạn có mức thu nhập từ 5 tới 10 triệu hoặc cao nhất là 20 triệu thôi. Rồi chị Phú ra đâu chơi. Sau cái mình nhìn qua gia đình của mình anh chị thì cũng hay gia tộc của mình luôn. Thì cũng chưa có ai anh chị ạ. À? À, nhưng mà rất là may mắn là sau đó tôi đã gặp được khi mà người học trò sẵn sàng anh chị thì người thầy xuất hiện thì sau đó tôi gặp được câu lạc bộ giáo dục tài chính chất lượng và trong câu lạc bộ anh chị có rất nhiều những anh chị thành công luôn nên là cái tư duy tiếp theo mà tôi muốn chia sẻ anh chị là gì à? À, để mà ngày hôm nay các anh chị có thể theo dõi được cuộc sống của mình à, để mà cho cái tài sản của anh chị gia tăng lên hay chất lượng cuộc sống anh chị thay đổi à, thay đổi anh chị hay lên một cái tầm cao mới thì đó chính là cái tư duy là người giàu á anh chị người giàu họ sẽ kết giao với những người thành công và tích cực. Còn người nghèo thì họ sẽ giao du với những người không thành công và không tích cực luôn anh chị nha. À, anh chị ghi vào vở giúp tôi cho mà. Người giàu anh chị ha thì họ sẽ giao du với những người thành công và tích cực. Còn những người mà không thành công thì họ sẽ giao du với những người không thành công mà còn không tích cực nữa và khi tôi biết đến câu lạc bộ anh chị đầu tiên khi mà tôi nghe về câu của tỷ phú Jack Ma nói, bắt đầu mình đi tìm những người thành công và giàu có hơn, những người bạn tích cực hơn để mình chơi và khi mà tôi vào câu lạc bộ anh chị tôi mới biết được rằng là gì, trời, thì ra tất cả những anh chị em hầu hết tất cả anh chị em trong câu lạc bộ anh chị Mà đồng hành với câu lạc bộ từ một năm hai năm ba năm bốn năm 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 trở lên, họ đều đã tự do tài chính hết rồi họ điều tự do thời gian họ đều tự do không gian này họ mới đi đi châu chơi nhiều họ đi hàn quốc đi nhật bản nè họ đi du lịch vòng quanh thế giới như đi chợ thế là tôi mới ra quyết định là sao à là mình phải bám sát mình phải bám sát anh chị à bám theo họ mình phải xây dựng mối quan hệ cũng như là mình học tập theo những cái người thành công và giàu có để mình có cơ hội thành công luôn bây giờ anh chị có hai sự lựa chọn một là anh chị tự nghiên cứu anh chị uh, tự học anh chị uh, không thành công anh chị ứng dụng lại cái anh chị mài mò cái lại không thành công anh chị ứng dụng lại cái xong rồi đến khi mà mò được con đường anh chị đi anh chị bắt đầu thành công đó anh chị 30 40 tuổi hoặc 50 tuổi hay là bây giờ bây giờ anh chị bao nhiêu tuổi anh chị cần học theo người thành công anh chị thành công luôn thì anh chị chọn con đường số 1 tự đi hay là chọn con đường số 2 là học theo người thành công mà đúng rồi tự mò lâu lắm có nhiều anh chị là chớp mắt là 30 40 50 năm cho qua mà vẫn chưa thành công Đúng không à? Thì lúc đó anh chị tôi cũng rất là may mắn khi biết đến các vị nhóm trưởng trong câu lạc bộ của mình. Và những cái anh chị thành công trong câu lạc bộ của mình toàn là thu nhập vài trăm triệu không mà. Mà lúc đó mình có thu nhập 3 đến 4 triệu một tháng thôi, 3 đến 5 triệu một tháng anh chị ha. À? Mà thậm chí lúc đó là mình còn nghỉ việc nữa. Thành ra là mình không có tiền mình mới nói là gì ạ? À? Bây giờ mình tham gia câu lạc bộ khoảng cũng được thời điểm đó tôi tham gia vào câu lạc bộ hồi tháng 4. Thì đến tầm tháng 6, tháng 7 anh chị. Mình nói bây giờ Ờ, mình tham gia câu lạc bộ được tầm khoảng hai ba tháng rồi và mới uh, suy nghĩ như thế này không biết rằng là ý là mình mới biết cái suy nghĩ của tỷ phú phú Giác ma nó câu đó thì mình ngồi mình suy nghĩ mình nghi ngờ không biết vị tỷ phú này nói cái câu này có đúng không trời tại mình thấy là mình cũng chơi với năm người giàu mà sao bác tỷ bác tỷ phú này nói là chơi với năm người giàu mình sẽ là người giàu thứ sáu mà sao mình thấy uh, mình chưa là người thứ sáu ta mình nghi ngờ và khi mà các anh chị bắt đầu ứng dụng ra kết quả thì các anh chị bắt đầu tin thôi còn mà chưa có kết quả mình còn nghi ngờ lắm thật sự các anh chị luôn Đúng không ạ à? à? tôi cũng nghi ngờ lúc đó là bởi vì mình thấy rằng là, là thu nhập của người ta rất là cao mà thu nhập hiện tại của mình là chưa có mình nó không biết là có đúng hay không à, và rất là tuyệt vời anh chị sau một cái thời gian anh chị à, tầm khoảng hơn một năm ấy khi mà tôi bắt đầu chơi chung với những cái người bạn và những cái người thành công, những cái anh chị và những cái vị nhóm trưởng thành công trên nhóm học tập của mình, như câu lạc bộ của mình anh chị. À, thì sau đó gì à, khi mà mình uh, đi với họ anh chị ha mình đi với họ thì những cái người người bạn giàu ấy của mình đấy anh chị thì họ chỉ nói với những, những cái câu chuyện mà giúp cho họ có mức thu nhập vài trăm triệu trở lên thôi và khi mình đi chung với họ thì mình được nghe anh chị được nghe luôn thậm chí là mình còn được làm chung luôn được cơ hội hợp tác cùng luôn anh chị và tất nhiên anh chị cứ tưởng tượng như ví dụ như trước khi mà uh, trước trước ví dụ nha khi mà anh chị tham gia vào một cái bộ môn thể thao ví dụ như đá banh đi mà anh chị tham gia vào đội mạnh đi anh chị tham gia anh chị dôi vào một cái đội rất là mạnh thì theo anh chị mình có thắng không à? thắng thắng anh chị nha Ờ à, mình ở trong đội mạnh là mình chắc chắn mình thắng rồi và khi đó tôi cũng vậy anh chị rất là may mắn là đó là mình chơi với những cái người bạn mà rất là nhiều người có mức thu nhập mà mình mơ ước luôn và họ làm gì á anh chị họ làm cái gì là mình họ nói cho mình nghe họ chia sẻ cho mình những cái tầm nhìn à, họ họ chia sẻ mình những cái tầm nhìn họ đi đâu họ cũng thì mình cũng đi đó nè họ làm gì mình cũng làm đó nè à, họ nói cái gì mình được nghe đó họ chia sẻ tầm nhìn tư duy kiến thức và các anh chị nhớ nha là chúng ta cần phải có một nhóm trí tuệ ưu tú một cái nhóm một cái đậu mạnh như vậy để mà các anh chị có thể là mình thắng trên cái trò chơi về tài chính Tại vì sao mà bởi vì chơi với năm người giàu thì mình mới trở thành người giàu thứ sáu được. À, các anh chị cần phải có một cái nhóm trí tuệ ưu tú anh chị ha để mình cùng kinh doanh, mình cùng làm việc, mình cùng đưa ra những cái chiến lược. Mặc dù có thể là lúc, lúc đầu anh chị mình chưa có hiểu, mình chưa có biết nhiều. Nhưng mà việc của các anh chị cần hợp tác với những cái người thành công và giàu có thôi. Thì họ sẽ cho các anh chị những cái tầm nhìn Và họ đi đâu thì mình đi đó Cuối cùng mình cũng thành công luôn anh chị Rất là nhanh là hơn một năm hơn anh chị ha tú cũng đã đạt được những cái mục tiêu mình đặt ra mặc dù lúc đó là mình cũng hơi mới anh chị ha một năm á anh chị mới một năm nó là thành ra là cái tư duy mình cần ứng dụng anh chị mình có mình cần phải bắt đầu ứng dụng đúng rồi mình có công thức thành công anh chị nó đi rất là nhanh đó chính là chúng ta hãy để mà ứng dụng cái tư duy mà tú vừa chia sẻ anh chị là về việc của mình bây giờ phải kiểm tra là những cái mối quan hệ xung quanh mình mình xem xem mà năm mối quan hệ anh chị anh chơi thân nhất ấy là ai giờ các anh chị thử ngồi tính thu nhập của họ à năm người đó năm người đó anh chị anh chị cộng lại xong rồi chia năm ra thu nhập của mình có thể là thu nhập anh chị bằng họ hoặc cao hơn họ xíu anh chị tính nè à, anh chị thấy thấy được rằng hiện tại thu nhập của mình cũng cỡ cỡ đó à. hoặc là cao hơn tí đúng không ạ à? à, các anh chị biết ngay lúc đó tôi cũng ngồi tính anh chị khi mình nghe cái tư duy của bác giác ma mình cũng tính luôn mình thấy đúng y chang thế là mình bắt đầu kết giao với những người thành công và giàu có và ở trong câu lạc bộ anh chị có rất nhiều nhé anh chị thành công và giàu có nè có thu nhập rất là cao anh chị ha chúng ta bắt đầu xây dựng mối quan hệ với những cái người thành công và giàu có những cái người bạn mà tốt hơn mình thành công hơn mình tích cực hơn mình giàu có hơn mình để chúng ta được nhiễm từ được nhiễm từ anh chị ha hãy tham gia vào một cái nhóm trí tuệ ưu tú mặc dù có thể là các anh chị chưa biết chưa biết cái gì nhiều hết trơn ấy. nhưng mà khi các anh chị tham gia vào nhóm trí tuệ ưu tú thì ở mình sẽ được đồng hành mình được cùng làm có đôi khi là mình còn chưa thấy được tầm nhìn ra sao đó thì các anh chị cần đi theo những cái người thành công và giàu có thôi coi như là mình cũng được hưởng cái tầm nhìn của họ luôn có thể là mình chưa có thấy được gì ấy. nhiều khi mà các anh chị đi chung luôn với họ thì tầm khi mà họ thấy được cái tầm nhìn đó chỉ cần mình đi chung thôi anh chị các anh chị sẽ đạt được cái kết quả giống như họ Và khi đó cái tầm nhìn của mình cũng sẽ được mở rộng lên Được không Và tôi rất là may mắn là mình đã có được cái điều này Tại vì cái lúc đó là Mình không có cái con đường này để lựa chọn rồi anh chị Mình không có cái con đường nào khác ấy. Mà giờ là sao Mình chỉ có cái phao đó Là mình bám vào cái phao đó thôi anh chị Là mình phải chuyển đến ngày hôm nay luôn Được không ạ nên, các anh chị phải ứng dụng ngay bằng cách là gì anh chị hãy xem những cái mối quan hệ nào mà không tích cực ấy các anh chị hạn chế tiếp xúc lại đi à? à chúng ta vẫn yêu thương gia đình của mình anh chị nhưng mà hãy lựa chọn lựa chọn bạn mà chơi anh chị lựa chọn thầy mà học ví dụ trong gia đình của mình có một vài người mà đang tích cực thì thì làm sao anh chị mỗi lần gặp thì thôi mình mới yêu thương gia đình của mình anh chị ha chỉ có điều là mình hạn chế nói chuyện hạn chế ngồi lâu được không ạ à? gia đình của mình thì mình không có nhau mình bảo là không không gặp nhau được nhưng mà mối quan hệ bạn bè thì các anh chị có quyền quyết định lựa chọn mình sẽ chơi với ai nên các anh chị hãy kiểm tra những cái người bạn của mình những người nào mà không tích cực quá thì hạn chế bớt đi anh chị được không ạ à? có hai nhóm người mà chúng ta không nên chơi nhóm thứ nhất là những người họ sống không có mục tiêu không có ước mơ không có hoài bảo bởi vì mình chơi với nhóm này thì mình cũng sẽ giống như họ anh chị bởi vì mình cứ nói mục tiêu mình ra họ bàn lùi không mà họ bàn tới mức mà mình cảm thấy là mình mất niềm tin vào cái mục tiêu của mình luôn nhóm thứ hai là nhóm gì ạ là họ làm họ họ có làm anh chị ha nhưng họ làm được thời gian họ bỏ cuộc họ không tích cực họ bỏ cuộc cái xong mà họ nói là khó lắm mà mình chơi với họ thời gian mình cũng giống như họ luôn. Vậy các anh chị nên chơi với nhóm nào đây? Anh chị hãy chơi với những cái nhóm người mà là những người họ có mục tiêu, họ có ước mơ, họ có hoài bão, họ sẵn sàng hành động tiến lên phía trước, cho đến khi họ đạt được ước mơ mục tiêu của họ thì thôi. Và nhóm bạn này anh chị, ờ, mình mình chơi với họ chắc chắn là mình thành công luôn. Bởi vì sao à, người thành công thì không bao giờ bỏ cuộc, còn người bỏ cuộc thì không bao giờ thành công. Được không ạ? À? Chúng ta hãy lựa chọn những người bạn tích cực, có ước mơ này, có mục tiêu, có hài bảo. Sẵn sàng hành động tiến ở phía trước để đạt được mục tiêu của họ. Hãy chơi với những người bạn tốt hơn mình, giàu có hơn mình anh chị ha, thành công hơn mình để mình gì? Để mình được nhiễm tư. Và các anh chị đã tìm được cái môi trường đó chưa? Tìm một nhóm uh, uh, trí tuệ ưu tú và những cái người bạn mà có ước mơ, có mục tiêu, có hài bảo sẵn sàng hành động tiến ở phía trước cho đến khi mà đạt được mục tiêu chưa à, nếu mà các anh chị tìm được rồi thì rất là tuyệt vời hãy uh, xây dựng mối quan hệ với họ anh chị nhé hiểu tin chắc rằng là giờ một thời gian nữa thôi các anh chị sẽ nhiễm từ từ họ và các anh chị thành công lúc nào mà anh chị cảm thấy là không hay luôn đấy và có một cái thói quen nữa tôi cũng đã bắt đầu thay đổi khi mà mình tham gia vào câu lạc bộ anh chị ha Ừ, à, tôi cũng chúc mừng tất cả anh chị bởi vì bản thân của tôi cũng đã tìm được uh, ở một cái môi trường cũng như là nhóm trí tuệ ưu tú cho chính mình được không ạ và có một cái thói quen nữa mà tôi cũng đã thay đổi khi mà tham gia vào câu lạc bộ anh chị các anh chị ghi lại cái uh, thói quen này nha cái tư duy này luôn đó chính là người giàu của anh chị họ sẵn sàng tôn vinh bản thân và giá trị của họ còn người chưa giàu á anh chị họ sẽ suy nghĩ không tích cực về bán hàng và quảng bá à, người giàu thì họ sẵn sàng tôn vinh giá trị của họ còn người chưa giàu thì họ sẽ suy nghĩ không tích cực về bán hàng và quảng bá hồi trước anh chị thì tú sao tú cũng có cái thói quen này đó là mình hay suy nghĩ không tích cực về bản thân của mình có nghĩa là Ờ, bản thân của mình anh chị mà hoàn thành tốt cái điều gì ấy, thì mình không bao giờ ăn mừng đâu và mình nghĩ là như thế này nè trời cái điều này có đầu ăn mừng chị nhỏ ấy mà có đầu ghê gớm mình thậm chí mình còn nhiều khi mình thấy là cái gì mà làm quá lên là thế ý là nếu mà mình thấy ai đó mà khen mình nữa à, một cái điều đó mình thấy nó bé bé thôi mà người ta khen mình mình suy nghĩ bên trong sao mà làm quá lên là thế cái này mình làm được bình thường mà nhưng mà khi bản thân mình mà, mà làm cái điều đó mà không không được tốt anh chị Mà không hoàn thành hay không xuất sắc hay là không có được việc ấy. Một cái ha là coi như là rồi mình sống không nổi luôn á nghĩa là mình mình tự trách mình nhiều mình trách mình là tại sao mình thế này tại sao mình thế kia tại sao mình không đủ tốt tại sao mình không đủ giỏi mình tập trung vào những điều mình trách mình thôi mình không tích cực luôn anh chị mình không vui luôn anh chị nha mình cứ tự trách mình từ ngày này qua ngày nhỏ từ tuần này qua tuần nọ đến khi nào mình cảm thấy là mình quên được cái chuyện chuyện đó rồi, mình mới không có trách nữa thôi còn không mình cứ trách mình hoài bao trong số anh chị chúng ta đã hoặc đang hoặc đã đã từng hoặc đang trong cái tình trạng như thế thì mình comment số 1 đi à có nghĩa là mình làm hay làm giỏi thì mình không khen mà thậm chí là người ta khen mình thì mình thấy khó chịu còn mà mình làm chỉ cần cái điểm gì đó mà nó không ưng ý thôi là mình tự trách mình hoặc người ta nhắc nhở mình là mình cứ để bụng hoài. Mình cứ thấy ừ người ta nói đúng thiệt sao mà mình thậm chí là tôi muốn nói anh chị một số anh chị cũng dùng những cái câu gì vô dụng vụng về các kiểu vân vân. Rồi không được việc rồi so sánh mình với người khác nữa. Thì khi mà mình tự trách mình hay là mình uh, có những, mình nuôi dưỡng những cái điều đó anh chị thì mình sẽ sản sinh ra những cái suy nghĩ những cái cảm xúc nó không có tích cực anh chị ha và những cái suy nghĩ mà không tích cực và những cái cảm xúc mà không tích cực anh chị thì nó không có năng lượng và mình sẽ không có tự tin để mình làm những việc khác luôn mình cứ nghĩ rằng bản thân của mình không có đủ tốt và tất nhiên mình mình sẽ không có hạnh phúc anh chị không hạnh phúc luôn mỗi lần mình nhìn vào gương cái mình thấy cái con người trong gương mình nói như thế này nè nhìn trong gương mình không bao giờ thấy mặt mình hồng hào mình nhìn cái cơ thể của mình nó không có sức sống rồi mình nhìn vào trong gương mình nói rằng là mình không đủ tốt mình không đủ giỏi nên là mình không có nào giàu được rồi thậm chí là không biết là mình có thành công được không trời sao người ta làm được mình làm không được trời sao cái gì mà người ta chạm vào cũng thành công mà mình chạm vào sao nó đen thành công nhỉ bên trong con người của mình nó có hai cái con người anh chị một con người là con người không thành công và khi mà chúng ta nuôi dưỡng cái con người mà không thành công ấy trong binh bên trong mình sẽ có hai con người anh chị ha một con người thành công và một con người không thành công và khi mà chúng ta nuôi dưỡng cái con người nào ấy thì cái con người đó nó sẽ phát triển mình nó lớn lên và cái thời điểm trước anh chị khi mà tôi chưa biết về câu lạc bộ và chưa biết về tư duy này thì tôi đã nuôi dưỡng cái con người không thành công tại vì mình hay tập trung vào những điều không tốt đẹp của mình đó mình không có ăn mừng thành công của mình bao giờ mình không bao giờ công nhận mình luôn tôi chia sẻ với các anh chị nha hai mươi mấy năm trời trước khi biến câu lạc bộ là chưa bao giờ mình ăn mừng thành công với chính mình anh chị chưa bao giờ mình công nhận mình luôn và khi mà à, thậm chí là khi mà chưa biết câu lạc bộ anh chị ha. có nghĩa là những cái gì mà mình làm tốt ấy thì mình ok mình tuyệt vời mình bỏ qua nghĩa là mình quên nhanh lắm còn những cái gì mình làm không tốt anh chị ha trời ơi là tôi nói với các anh chị là ngượng ban đầu lúc mà mình vô có câu bộ mà cái phần mình thành công anh chị chợ ngượng miệng kinh khủng luôn tiền về tiền về cái mình nói ủa tiền nhau ra về lắm vậy mình còn không tin ấy mình còn nói trời ngày sau tiền về dữ vậy và mình còn mình mình còn suy nghĩ nghi ngờ nhiều lắm anh chị bởi vì sao anh chị trời trước giờ mình có ăn mừng thành công đâu mình có bao giờ ăn mừng thành công của chính mình đâu anh chị nên nó ngại lắm bao trong số anh chị lúc mà ăn mừng thành công hay là chia sẻ thành công mà mình thấy ngại nó hơi ngượng ngượng thì comment số 1 nha. À. <laughs> Các anh chị thấy chúng ta ở khắp mọi miền tổ quốc hay khắp nơi trên thế giới này không được không sinh ra từ một người mẹ không sống không phải là anh em mà chúng ta có nhiều cái giống nhau. <laughs> Môi trường anh chị rất rễ mà. Nếu như bao trong, bao trong số anh chị đây chúng ta đi học vẽ mà vẽ cái cây mà vẽ cái thân xong vẽ nguyên cái tròn tròn ở trên thì gọi là cái cây cái cây đó anh chị vẽ cái cây mà lệch sang cái cây khác là không được điểm vẽ phải đúng cái cây là cái thân như vậy xong rồi có cái vòng tròn phía trên xong rồi trái táo à tôi tô tròn tròn xong tô màu đỏ gọi là trái táo đấy anh chị ha nên là khi mà mình ăn mừng thành công anh chị thậm chí là giai đoạn đầu tiên tôi còn thấy ngại cái mình nhìn mấy anh chị kia mình mắc cười mình cười đúng rồi mọi người thành công mình cười thật nhưng mà mình không có hài hạnh phúc anh chị mình thấy con người bên trong mình nó nó gượng gượng nó nó không có hài lòng anh chị thì khi mà mình không hài lòng về chính mình thì sức khỏe của mình nó cũng không tốt luôn bên trong của mình nó không có hạnh phúc thì mình làm cái việc gì mình cũng cảm thấy là không hài lòng anh chị và cho đến khi mà tú viên câu lạc bộ và tố được uh, những cái người thầy thành công của mình dạy lại cho mình anh chị. Thì tôi mới biết được rằng người giàu họ có cái thói quen. Ngược lại với mình luôn. Ngược lại anh chị ha. Là người giàu ấy, người giàu họ sẵn sàng tôn vinh giá trị bản thân. Và giá trị của họ, người giàu ấy anh chị. Là những người họ luôn ăn mừng thành công của họ mỗi ngày. Người giàu họ luôn tập trung vào thành công. Và bắt đầu tôi bắt đầu tôi thực hành lại anh chị. Bắt đầu rèn luyện lại thay vì hai mươi mấy năm qua mình chỉ nuôi dưỡng cái con người gọi là cái con người không thành công của mình. Tối ngày mình hết chơi rồi mình trách rồi mình móc rồi mình uh, không có yêu thương chính mình anh chị. Mình cảm thấy là mình thương bản thân mình lắm thời điểm đó khi mà tôi biết về tư duy này anh chị. Mình mình thương chính mình lắm, ngay mình thấy thương chính mình thấy thương xót cho mình anh chị ha. Các anh chị có tưởng tượng như vậy, tưởng tượng như vậy nè. Thử tưởng tượng nha, tối là các anh chị biết lòng biết ơn về cái cơ thể của mình đi. À, là một cái đứa trẻ, đúng không ạ? À, giống như là à, hình dung mình mình là con của mình đi. Ví dụ như khi mà chúng ta mới tập đi, tập nói đi. Mình chưa có giỏi, mình đi chưa có vững, mình nói cũng chưa có lớn tiếng được, chưa có rõ tiếng. À, nó biết đi, có nghĩa là khi mà mình la nó anh chị, mà mình la nó thì theo anh chị lần sau nó có dám đi không ạ? nó có dám uh, nói không ạ à? bởi vì nó nó bị mình la quá cái nó mất tự tin nên là các anh chị thấy là những cái đứa trẻ mà đi học ấy ờ uh, khi mà đi học ấy, anh chị mà đi học ở những cái môi trường mà thầy cô hay là uh, không có khen ngợi hay không có động viên hay là thường mấy đứa trẻ nó rất là rụt rè nó bị la anh chị thì nó sẽ chở một cái đứa trẻ rụt rè nè không muốn nói như là nhút nhát tất cả mọi thứ ấy, anh chị ha bởi vì mới tập nói mà mới tập nói e e rồi uh, các kiểu vân vân tự dưng là mình la nó bảo nói nói có cái câu nói của mình xong nữa rồi la người ta rồi quánh uh, người ta thì theo anh chị là theo anh chị là cái đứa trẻ nó có sợ mà nó sợ chứ nó không dám nói làm sao nó không dám làm gì luôn thậm chí mới biết đi mà mới đi một bước hai bước xong bảo sao không, sao không chạy đi sao chạy được trời À, cái anh chị la quá cái nó quéo luôn cái nó đi rồi. nó là anh chị đâu mà cái anh chị đâu có làm cái gì đó với con của mình đâu đúng mà khi mà con anh chị biết nói hay là nó biết tập đi ấy, thì anh chị làm gì à? Là hôm nay mình mình gì ạ à? trời nó biết đi biết nói mình khoe khắp làng mình ăn mừng khắp sớm luôn mình khoe từ nhà trên xuống nhà dưới gọi cho ông bà nội ông bà ngoại khoe cô gì chú bác rồi thậm chí đăng cả facebook đăng facebook khoe với uh, khè, với cộng đồng mạng quay video quay gọi là khoe với cộng đồng mạng à, mình nói với con mình uh, rồi uh, con mình nói được rồi rồi biết đi rồi các kiểu vân vân quá trời luôn và bao trong số anh chị chúng ta rất là hạnh phúc vui vẻ và ăn mừng cùng với con mình khi mình thấy con mình bắt đầu nói được bập bẹ đi được bập bẹ thì mình comment tôi giờ. mình đã từng rất là hạnh phúc khi mình nhớ lại cái khoảnh khắc đó lúc đó mình khóc mình khóc vì xúc động ấy, anh chị hạnh phúc quá trời luôn mình khen con mình như thế nào rồi qua những ngày sau nó tập đi được bắt đầu mình khen là mình tự hào về nó nè chứ anh chị có trách nó đâu anh chị làm anh chị làm gì bao giờ nói là Chờ, sao đi dược có một bước vậy, sao không chạy đi có không mà không anh chị nha bởi vì anh chị mới hiểu được rằng là con mình nó đi được như vậy là nó đã có một cái hành trình rất là thành công rồi và ngày càng tuyệt vời hơn nữa trời quá thành công anh chị nó rèn luyện mỗi ngày một chút một chút thì rồi nó cũng sẽ đi được và chạy được thôi cái đó là cái sự phát triển anh chị nha. à, Tại vì cái. Cái điều mà chúng ta. Có nghĩa là mình phải có được cái tầm nhìn. Là mình phải thấy được rằng là. Bước 1. Bước 2. Thì từ từ sẽ có những cái bước tiếp theo. Và các anh chị biết tại sao. Một số người họ không có tự tin đâu mà. Họ nhút nhát không mà. Là bởi vì những người xung quanh ấy. Làm cái điều đó với mình ấy. Họ không dám làm gì hết trơn anh chị. Đó, đó là tại sao mà. Đó là. Tại sao như vậy anh chị. Bởi vì. Ừ, mình hoặc bản thân những cái người xung quanh mình hay làm gì đó với mình và mình làm cái mình không dám làm gì hết anh chị ha khi bắt đầu mình mình bắt đầu một cái lĩnh vực mới vào mình bắt đầu học một cái kỹ năng mới bắt đầu một cái điều đó nó mới mẻ thì mình cũng giống như một đứa trẻ thôi anh chị mình bập bẹ và mình làm làm từ từ thôi không có nào mới làm lần đầu tiên mà mình đầu mình chuyên nghiệp liền được sau đó mình lại đi so sánh với người này người kia xong rồi mình nhìn người ta chuyên nghiệp quá mình so sánh sao được cho một số anh chị bây giờ mới vào trong nhóm học tập của mình được uh, một tháng đi nó khác với một người vào một năm chứ rồi cái người người ta vào một năm khác với cái người vào bốn năm chứ một năm khác như người hai năm tôi chia sẻ anh chị ha cách nhau một ngày thì thôi nó đã khác nhau rồi à, chúng ta vào sau nhau một ngày là ký nhất. ví dụ bây giờ nhớ mà sách mình đang đọc cái tư duy chỉ phú số đang đọc cái quyển một cái quyển sách mà tới trang số 5 đi mà bây giờ ngày mai bạn mới vào Bạn đã thua người ta năm trang rồi Chậm hơn người ta năm trang rồi Nhưng mà mình làm sao mình so sánh được chờ sao chị Mình ngưỡng mộ Mình được quyền ngưỡng mộ và noi gương Nhưng mà đừng có so sánh Và mình tự trách mình Được không ạ à? Tại vì mỗi người sẽ có những cái trải nghiệm khác nhau Những cái sự ngộ khác nhau anh chị Và có những cái cái điều mà Miễn sao là mình đừng có bỏ cuộc mà mình vẫn tiến về phía trước anh chị ha thì rồi cái con đường thành công nó sẽ đồng mở nó chào đón mình thôi chứ mình mới đi mình nói ủa sao mình đi hai năm người ta hai năm người ta thành công hai năm mình chưa thành công chắc con đường không phù hợp cho mình rồi cái mình bỏ cuộc là đâu có được à, bao trong số anh chị hiểu gì tôi vừa nói của mình số một vậy nên là Tú chia sẻ đây với những anh chị mới mình mới mới vào những học tập ấy mình vào được bao nhiêu tháng hay kể cả bao nhiêu tuần hay bao nhiêu năm học được một năm hay năm gì đó mà mình thấy một ai đó họ cũng cùng cái thời gian đó với mình họ thành công hơn thì chúng ta phải nhìn kết quả vào đó được cái quá trình là chắc chắn là họ nỗ lực rất là nhiều anh chị có đồng ý với tôi không ạ chứ không nỗ lực thì không lẽ tự nhiên hồ biến cái thành công thì việc của mình là mình nhìn người họ thành công quá mình ngưỡng mộ và mình noi gương theo bằng cách gì mình học hỏi họ cái sự nỗ lực của họ và mình phấn đấu rồi thì tới lượt mình anh chị anh chị biết là cái lúc mà tôi mới vào câu lạc bộ ấy tôi ngồi ở dưới hội trường hơn mấy trăm người ngồi xa tít mù khơi anh chị ha xa là xa xa cái sân khấu chắc ngồi cuối cùng mà nhìn lên sân trên sân khấu nhìn thầy tại việt nhỏ xíu à không có thấy được rõ đâu anh chị hôm đó tôi và anh chị tôi tôi thấy các anh chị nhắm trưởng trời ơi, sao thân thiết với thầy sao nói chuyện với thầy thân mật rồi À, rất là gần gũi rồi nói chuyện và tôi biết rằng là các anh chị nhóm trưởng và thầy rất là thành công và biết rằng nếu mình có cơ hội mình được đồng hành và được học tập à, đi cùng với họ mình sẽ là người thành công tiếp theo và thời điểm đó tôi biết các anh chị nhóm trưởng thời điểm đó là cũng đồng hành với câu lạc bộ hơn 2 năm rồi anh chị với câu lạc bộ thành lập 2016 mà. À, hơn được 2 năm rồi tú vào là 2018 chẳng hơn người ta 2 năm nhưng mà thời điểm đó anh chị ha khi mà tôi chưa có biết về cái tư duy người giàu thì họ tôn vinh giá trị của họ giờ tôi tuổi thân kinh khủng anh chị mình suy nghĩ là sao mình không biết còn là buổi sớm hơn rồi tại sao rồi tại sao rồi tại sao các kiểu vân vân rồi tại sao thế này thế kia anh chị nhưng mà tôi, khi tôi biết về cái tư duy mà người giàu họ tôn vinh giá trị của họ tôi rất là có niềm tin là cái việc mà mình uh, về vị trí số 1 hay mình uh, vào sau nhưng mà mình nỗ lực hơn mình tập trung cao độ hơn mình quyết tâm hơn mình học tập phát triển nhiều hơn Thì khả năng mà mình vượt lên vị trí số 1 Sẽ rất là nhanh anh chị Và cuối cùng anh chị biết không ạ à? ờ, Chỉ trong vòng có 2 năm rưỡi thôi anh chị Là gì ạ à? Tôi đã làm được cái gì đó rồi Tôi đã làm được cái gì đó anh chị ha à, Đấy Nên là các anh chị cũng như thế là Đừng bao giờ so sánh So sánh là theo kiểu so sánh là đi lùi nha Mình so sánh làm sao mà mình đi lên ấy thì lúc đó tôi cũng có suy nghĩ rằng là chắc mình không bằng người ta rồi mình thua thiệt rồi nào tôi thấy những anh chị đó nào tò trên 30 trên 40 thời điểm đó mình mới có 20 tuổi à mình nói trời ơi mình thua người ta gần 20 tuổi thậm chí là có những anh chị mình thua cả 15 tuổi 25 tuổi tại có những anh chị 45 tuổi họ thành công rất nhiều lĩnh vực rồi anh chị ha họ vào câu lạc bộ họ cũng đã có những sự thành công nhất định rồi và sau đó, tôi hỏi về cái tư duy là người giàu tôn vinh giá trị của mình thì bắt đầu tôi có nói rằng ôi à, phát điểm cũng quan trọng nhưng quan trọng là gì à? à? mình ý chí thôi mình nỗ lực mình phấn đấu mình học tập thôi những cái người mà họ đi trước họ có cái họ cái lợi thế của họ thì mình cũng sẽ có cái lợi thế của mình và tôi có tìm được cái lợi thế của mình và phát triển anh chị nha nên là các anh chị cũng đừng có so sánh mình cũng đừng có tuổi thân hay là mình cũng đừng có nhìn các anh chị thành công đi trước các anh chị nhắm chuẩn đi trước mà mình nói rồi thì mình vào sau rồi bây giờ gần cả nghìn con người không biết chị nào mới tới lực mình rồi một cả một nghìn con người không biết khi nào mình mới chơi được với mình mới xây dựng mối hệ với các nhóm trường được ha anh chị ha và quan trọng anh chị phải đặt ra mục tiêu mình phải nỗ lực mình phấn đấu học tập thì một nghìn người rồi dần dần mình cũng lên được những cái vị trí nha ba bốn năm sáu thôi à, rồi mình cũng vào được những cái hàng ngũ rất là xuất chúng rất là xuất sắc của nhóm trí tuệ ưu tú của chúng ta được mà nên là mình cái điều tôi muốn chia sẻ với anh chị ngay từ những cái uh, gym đầu tiên là gì cái điều quan trọng nhất đó chính là niềm tin vào chính mình ấy anh chị có tin là làm được hay không anh chị có khát khao cái điều đó hay không à, khi mà cái anh chị tin mà cộng với cái cái khát khao cộng với cái sự nỗ lực thì anh chị sẽ đạt được cái điều đó thôi điều mà nên là bây giờ khi mà Tú uh, tham gia vào câu lạc bộ anh chị thời điểm đó bắt đầu tôi thay đổi mặc à, dù nó chưa có được nhanh anh chị ha đôi khi mình vẫn quay lại cái con người cũ của mình à, nhưng mà khi mà tôi bắt đầu uh, thay đổi mình thấy thương bản thân mình lắm mình thấy rằng là trong nhiều năm qua mình đã làm bản thân mình uh, mình đã làm rất là nhiều những điều tuyệt vời rồi nhưng mà mình giờ nhưng mà mình đã không có công nhận mình không có khen ngợi mình mình toàn trách móc bản thân mình không à mình không có chúc mừng mình chính mình gì hết trơn ấy và thậm chí là mình cũng chưa bao giờ ôm cơ thể của mình anh chị uh, trời ơi, bạn tuyệt vời quá bạn tuyệt vời quá luôn mình chưa bao giờ làm điều đó anh chị ha Bắt đầu tôi phát hiện ra là mình cảm thấy thương ấy, Thương bản thân mình rất là nhiều Mình bắt đầu mình ôm Lúc đó là tôi bắt đầu tôi suy nghĩ về cái việc Chính là mỗi buổi tối là quy trình anh chị Là mình hay có cái bước ôm cơ thể của mình ấy. Được không ạ Nên các anh chị ôm cơ thể của mình đi à? Ôm chính cơ thể của mình Và nói bạn rất là tuyệt vời Mình kiều vai anh chị Mình kiều vai bởi vì hai cái vị trí này Nó theo kiểu là mình Nó nhạy cảm thôi Được không ạ Bạn rất là tuyệt vời nè và mình cũng xin lỗi bạn bởi vì trong mấy chục năm qua tùy vào nhiêu tuổi bây giờ các anh chị bao nhiêu tuổi ha là mình không có khen bạn nào bạn miếng nào hết trơn ấy rồi mình tập trung vào những cái điều không tích cực nè sau rồi mình còn hay đi so sánh bạn với người khác nữa à, bạn làm như vậy đã rất là tốt rồi được không mà các anh chị cần phải biết rằng là cái hành trình mà các anh chị trở thành chuyên gia bắt buộc là nó phải lập đi lập lại à, Lập đi lập lại là mẹ của mọi kỹ năng mình phải có sự rèn luyện anh chị nha. Nên đừng bao giờ lấy bản thân của mình ra so sánh với bất kỳ ai. Các anh chị thấy rằng là ngày hôm nay anh chị đã tốt hơn ngày hôm qua rồi. Và ngày mai mình còn tốt hơn ngày hôm nay nữa. À, nên là gì ạ? À, các anh chị hãy ôm chính cơ thể của mình đi anh chị. Nếu mà nhiều năm uh, qua mà các anh chị toàn nói những điều không tích cực và mình hay trách móc bản thân của mình nè, mình so sánh nè. Thì mình hãy nói là, tôi yêu, à, tôi, là à, à? tôi yêu bạn. Và tôi cảm ơn bạn rất là nhiều. Được không ạ? Tôi yêu bạn và tôi cảm ơn bạn rất là nhiều. Được không ạ? Đấy, à, tuyệt vời các anh chị nha. Từ đây về sau là mình đừng có trách bản thân mình nữa anh chị. À, mình phải thương nó chứ thương cơ thể của mình quá trời quá đất luôn. À, nó mình Tại vì mình không vui, mình trách móc nó nhiều anh chị. Mình có những năng lượng không tích cực ấy. Thì nó sẽ không có khỏe đâu anh chị nha. Giống như anh chị hình dung cái câu chuyện là hôm trước chúng ta đã làm một cái ví, à, ví dụ anh chị. Đó chính là ví dụ hai cái hữu à, hũ cơm. Hai cái hũ cơm anh chị. Là gì vậy? À? là một cái hũ cơm uh, chúng ta nói là yêu thương một cái là hũ cơm chúng ta nói những lời nó ghét không tin anh chị về làm thử đi nha anh chị sẽ thấy một cái kết quả bất ngờ sau hai ngày chính là hũ cơm anh chị nói lời yêu thương nó nó sẽ lên men mà men thì tốt anh chị còn một cái hũ cơm thì nó móc móc mà nó không được đẹp luôn à, móc mà không được đẹp luôn ấy thậm chí hôm trước nhớ học tập của mình uh, có những anh chị làm luôn cả cái ví dụ uh, coi làm luôn cả một cái thí nghiệm mà tôi có hơi bất ngờ đó chính là cái thí nghiệm về hòn đá anh chị bê đâu ra mà dùng hai hòn đá đi xì lì xám xịt rồi nó nó bẩn lắm anh chị ha về rửa xong rồi một hòn đá thì để nó chơi chọi ở cái vị trí xa 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 mình còn một hòn đá thì mình ôm nó đi ngủ rồi mình làm gì mình cũng ôm nó theo mình nâng niu nó mình nói là yêu thương với nó anh chị anh chị biết không ạ ngày mai cái hòn đá hai cái hòn đá một cái hòn đá thì nó, nó không có được đẹp lắm mấy ngày hôm trước nó bị không đẹp bây giờ nó cũng không đẹp luôn mình cứ nói là ghét nó còn một cái hòn đá anh chị ha trời nó bóng láng luôn nó bóng láng anh chị ha nó như là bị nhám vậy tôi nói ủa có lấy đồ nhám không không chị ôm nó đi ngủ rồi nói là yêu thương với nó thôi thì anh chị hay kể cả là ví dụ về con cái mình đi anh chị anh chị thấy khi mà các anh chị khen nó nó rất là vui tích cực đúng không anh chị mà không khen nó anh chị trách móc nó hoài thì ngày hôm sau nó không vui thậm chí là nó có thái độ với mình luôn nó bực bội mình luôn anh chị con nít nó rất là nó biết nó biết người nào thương nó lắm nha à, nên là ai mà cứ la nó hoài nó không thích đâu và sau này nó bị ấn tượng như vậy nó sẽ làm nó, nó sẽ có những hành xử y chang như vậy với những cái người xung quanh luôn đó. người giàu họ không bao giờ làm điều đó anh chị người, người giàu họ giờ họ khác mình dữ lắm anh chị nha à, mình cứ tưởng đâu mình tập trung vào điều không tích cực à, mình cái lúc mình nói người giàu mình mình mới thấy là gì đó. trời ơi ngày trước mình mình cũng đã làm cái điều đó rồi anh chị mình cũng đã gì có nghĩa là mình không có khen ngợi mình ấy. nhưng sau này tôi biết rằng à thì ra là người giàu là họ hay khen ngợi chính họ họ công nhận bản thân của họ họ tôn vinh giá trị của họ và khi bản thân mình làm tốt điều gì là mình phải bắt đầu biết khen ngợi anh chị nhé phải công nhận mình vỗ vai mình bạn tốt quá nhiều khi mà tôi đạt được mục tiêu anh chị tự dưng là tìm thích hưởng cho mình một cái điều gì đó Khi mình tìm thức hưởng ứng cho tôi có cái điều đó anh chị Cái tôi cũng hay ừ, hung Đây tôi chỉ các anh chị ha Chính là mình một là các anh chị vỗ hai vai Mình cảm ơn tìm thức cảm ơn tìm thức Hai là các anh chị hãy là hung cái ngón cái của mình ấy. À, Nghe cái móng móng, móng móng tay cá anh chị à, Xong mình vỗ vai à, Mình cảm ơn tìm thức Thì nó giống như vậy nè anh chị hình dung nha Giống như là cái việc mà anh chị hình dung là Bây giờ mà mình nhắm mắt lại Mình tưởng tượng Mình đang ăn miếng chanh đi cái tự nhiên cổ họng của mình mình hình dung mình cầm trái chanh mình cắt miếng chanh ra mình lấy miếng chanh chấm muối cái xong anh chị bỏ vô miệng cái tự nhiên cái miệng của anh cái cái nhờ anh chị hình dung ra gì à miệng của mình nó tiết ra nước bọt đúng không tiết ra nước bọt bởi vì sao nó là cái thói quen nó là một cái gọi là cái phản ứng của cơ thể nó quen ấy. và khi anh chị hung vào như vậy riết ấy. Đây là cái nail thành công anh chị ha Thì khi sau này anh chị hung á Anh chị nail thành công ấy Thì sao à Thì anh chị cũng sẽ Thành công tự nhiên nó về luôn Nếu Như trong chương trình sống nghe Mình có chia sẻ anh chị là Khi mà mình uh, Có những cái uh, nail thành công ấy Thì tự thành công nó cũng về luôn được không ạ Nên là chúng ta phải chúc mừng Và khen ngợi bản thân của mình Anh chị Hà quá xuất sắc ờ, Các anh chị phải khen chính cái cơ thể của mình cái người bạn đồng hành của mình Hãy giáo sĩ thật tốt Với cái cơ thể của mình anh chị nha À, bởi vì khi mà các anh chị vui vẻ, các anh chị hạnh phúc ấy thì sao Thì nó mới khỏe mạnh được. Nó tốt là năng lượng tích cực tốt đẹp thì mình mới khỏe mạnh được anh chị. Còn mình không khen ấy mà các anh chị làm việc quá trời luôn mà anh chị không khen được một điều, không tổng kết thành công không ăn, không ăn mừng thành công của mình, không chúc mừng hay không khen ngợi. Thì một thời gian sau anh chị hình dung là ai đó nhờ anh chị làm việc mà anh chị làm quá trời tốt mà người ta không khen anh chị miếng nào ấy. Lần sau anh chị muốn làm không? Không. Đúng không nên là bây giờ tôi tú chia sẻ các anh chị chúng ta cùng theo dõi với nhau anh chị nha. Bởi vì tôi cũng đã trải qua cái hành trình đó rồi anh chị. Và khi mà tôi bắt đầu tập trung vào thành công của mình mỗi ngày. Nên là mỗi buổi tối anh chị, mình có cái bước đó chính là mình tổng kết ít nhất thành công của mình đi. Trong 20 giờ này anh chị. Ít nhất là 3 tới 5 thành công hôm nay của các anh chị. Đấy chi vậy? à? gọi là mình à, nuôi dưỡng cái con người thành công bên trong của mình. À, mình đang công nhận, mình đang ghi nhận thành công. Mình đang cảm ơn cái cơ thể của mình cũng như cái tâm trí của mình ngày hôm nay đã giúp cho mình hoàn thành được mục tiêu. À, các anh chị đều công nhận, ghi nhận để mình biết ơn anh chị ha, phải biết ơn điều đó. Biết ơn chính mình, đúng mà. Mình biết ơn những cái tế bào trên cơ thể của mình là biết ơn cơ thể của mình, là biết ơn tiềm thức. Bởi vì ngày hôm nay đã giúp cho mình đạt được những cái việc này. Thành công những cái việc này. Đúng rồi, tổng kết thành công để nuôi dưỡng cái con người thành công bên trong của mình. Chị có thành công nói tiếp thành công Thành công nuôi dưỡng thành công anh chị Không thể nào chị chích mà có thể nói tiếp thành công được Chị có thành công nói tiếp thành công anh chị ha Nên nếu anh chị mình nào mà từng giống tú ngày trước ấy Mình hay tập trung vào những điều không tích cực của mình Thì bây giờ mình đừng có tập trung nữa Mình tìm cái điểm tốt mình nhìn đi Chúng ta hãy nuôi dưỡng cái con người thành công bên trong của mình được mà Và ăn mừng nó mỗi ngày Và các anh chị phải chuẩn bị cho một cái quyển sổ nha Quyển sổ tổng kết thành công à, ngày hôm nay mình có thành công gì mình ghi vào hết được không ạ rồi rồi sau đó mình sẽ bắt đầu biết ơn cơ thể của mình biết ơn tiềm thức biết ơn vũ trụ nè biết ơn những cái nguồn lực nè giúp cho tôi hoàn thành xuất sắc mục tiêu của ngày hôm nay được không ạ à? và khi các anh chị biết ơn là các anh chị đang biết ơn và yêu thương cái cơ thể của mình rồi đó và các anh chị nhớ nha mình không có đơn độc đâu anh chị hiện tại là bên trong chúng ta lúc nào cũng có người bạn tiềm thức và ông thần thần đồng hành với mình hết và chính các anh chị phải là người yêu thương chính bản thân mình nhất Điều mà hồi trước tôi cũng sợ là không được yêu thương Nên là thành ra mình hay sao à? Ví dụ mình thấy mà mình cảm thấy Họ giáo sử mà không tốt với mình ấy. Là mình hay lo hay Không biết anh chị có ngày trước có hay không Mà tôi hay có cái cảm giác là Mình thấy ai mà ít, ít nói chuyện với mình Không có thân thiết với mình ngày trước cái mình lo lo thì như à, hôm nay người ta hết thân với mình Chắc là hết quan tâm mình rồi Chắc là hết thương mình rồi Các kiểu vân vân suy nghĩ vậy anh chị Mình hay nghĩ Mình thì lo nghĩ lung tung ấy Thế là mình sợ không được yêu thương cái bên trong của mình nó <laughs> nó không có bình an anh chị. Hồi hồi xưa đi học mình có cái vụ hay chơi bo xì gì ấy. Mình vô mình thấy ai tiện ít nói chuyện với mình mình nói ủa mình có làm gì sai không ta sao mà mọi người hôm nay hơi lạnh lùng với mình không có nói chuyện với mình nhiều. Cái lúc đó là cái học học uh, học hai tiết đầu tiên anh chị. Tiết 1 tiết 2 là mình không tập trung được luôn. Tới ra chơi tự nhiên bạn mình nó ùa lại chơi với mình cái mình nói ủa lạ sao nãy đầu giờ vô không chơi mình à thì ra ôn bài để kiểm tra. <laughs> ôn bài kiểm tra mà mình lo xa ghê không? ai vô cũng ôm mã hết trơn mình thì lại ngồi suy nghĩ xong nay không ai qua bàn mình chơi hết ta đấy hay là thậm chí khi mà chúng ta đi làm anh chị đến giờ làm văn việc văn phòng ấy mà mình thấy không ai nói chuyện mà mình cũng sợ sợ rồi mình sợ mình bị gì à? bị tẩy chay sợ mình bị cô lạnh cô lập anh chị à, ờ, đấy mình cũng không thấy bình an mình không thấy vui cái mình không thoải mái không có hạnh phúc anh chị hả à. cho đến khi tôi phát hiện ra rằng đó chính là mình phải yêu thương mình đầu tiên mình phải yêu thương mình đầu tiên anh chị ha Chứ mình không yêu thương mình thì ai yêu thương mình được Ví dụ các anh chị nhìn vào gương đi Mỗi buổi sáng các anh chị nhìn vào gương Các anh chị có tự khen chính mình không ạ à? Hay là nhìn vào gương Cái nhắm mắt đánh răng Cho xong rồi đi ra đi làm Có bao là giờ nhìn vào gương mà cười không ạ à? Nhìn vào gương mà cười và Xin chào cô gái xinh đẹp tài năng Xuất chúng doanh nhân là Thương nhân kinh tế lỗi lạc Mr. Thanh Tú à? Đấy trước khi mở mắt ra là Tú hay nhìn lên trần nhà Xong cười xong sau đó bước xuống rồi vô tính răng rửa mặt là mình hay hay cười á anh chị hay uh, nói những lời yêu thương chính mình rồi sau đó mình uh, uh, ngày trước thì mình hay có cái điều đó, chứ mình không không có tự khen mình đâu. <laughs> mình không có tự khen mình anh chị hả mình có phải đợi ai đó khen mình còn mà giả sử mà mình cái người mà cái người đó người ta làm tóc cho mình ấy người ta khen mình đẹp mình nói em vẫn chưa thấy hài lòng cho đến khi mà có người khen thì các anh chị mới cảm thấy là đẹp Ông không có ai khen là không có chịu đâu, phải làm cho người ta thấy khen bằng được ấy. Thì trong tư duy chị Phú nó có nói là cái tư duy đó chính là cái tư duy mà mình muốn được người ta thương hại anh chị. Ờ, mặc dù là mình thậm chí là anh chị thấy rằng là bản thân mình không có tôn trọng mình, mình không có khen mình, mình không có công nhận mình. Mình không có biết ơn mình. Mà bây giờ mình cứ bắt người ta phải yêu thương mình, người ta phải tôn trọng mình. Làm sao được? trong khi chính bản thân mình nhìn vào gương mình còn không tôn trọng mình nó trời sao nhìn mặt này ghê quá thôi hôm nay đánh răng thôi nha đánh răng lẹ ra chứ nhìn vô gương hết cả hồn đấy cái sau mình cứ muốn người ta phải quan tâm rồi mình làm đủ thứ trò để người ta quan tâm mình ấy. không 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 nên anh chị bởi vì mình phải thương mình trước mà mình thương mình trước anh chị ha sau đó thì những cái người xung quanh mình theo luật hấp dẫn này họ cũng sẽ yêu thương mình thôi được không ạ à? Nên nếu anh chị muốn người khác thương mình, tôn trọng mình Thì mình phải là người yêu thương mình, tôn trọng mình đầu tiên à, Có như anh chị nói như này nè Phải có cái này, phải có cái kia Thì tôi mới hạnh phúc được tôi Chồng của tôi, vợ của tôi phải làm điều này Tôi mới hạnh phúc được Hay là tôi phải cái người này phải làm điều này cho tôi Thì tôi mới hạnh phúc được Không anh chị ha Khác nào mình nói cái câu đó Khác nào là mình gì Mình, mình giao cái chìa khóa hạnh phúc của mình Trong cái người nào đó mà mà họ 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 không có nghĩ đến cho mình họ không có nghĩ đến cho mình anh chị mà các anh chị biết được rồi sự kiện bên ngoài anh chị có làm chủ được không à cho tôi hỏi anh chị là sự kiện bên ngoài các anh chị có làm chủ được không các anh chị có thay đổi được không không làm chủ được không không thay đổi được mà tại sao lại giao cái chìa khóa hạnh phúc của mình cho những cái sự kiện bên ngoài chỉ có mình mới làm chủ được mình thôi anh chị nên là cái hạnh phúc của các anh chị phải là các anh chị làm chủ chứ sau do cái người bên ngoài đâu Giống như Tú thấy một số anh chị có chia sẻ với Tú là uh, chia sẻ với Tú là bây giờ mà có người yêu ấy thì mới phát triển kinh doanh được. Có ai, có anh chị từng có suy nghĩ như vậy không ạ? Ngày trước tôi cũng từng như vậy anh chị. Tôi từng nói với tình thức của mình ấy. Tôi biết cái bức tranh người yêu của mình ra anh chị hả? Nói bây giờ mà tìm người yêu mới làm kinh doanh nha. <laughs> Bởi vì tìm người yêu mình có đầu lực làm kinh doanh. Bắt đầu kinh doanh là à, bắt đầu phát triển rực rỡ nè thì đúng là anh chị biết tôi, biết tôi biết cái bức tranh hồi tháng tháng 7 thì tháng 10 tôi gặp uh, người 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 bạn đời của mình đấy là nhóm trưởng công minh anh chị và đúng là khi đó là mặc dù là chưa có đồng hành cùng anh chị ha nhưng mà mình có cái động lực mà mình phát triển để mà mình có thể là uh, giúp cho bạn uh, uh, nhóm trưởng công minh thể là đồng hành cùng mình bởi vì lúc đó là mình chưa có tư duy mình chưa có cái sự hiểu biết nhiều mình chưa có định hướng được bây giờ cũng đồng hành cùng anh chị cùng nhau đi dùng anh thế giới nha cùng nhau trên cuộc sống cùng nhau chinh phục những mục tiêu nha nhưng mà bởi vì cái góc độ đó anh chị ha là tôi không có với là tôi đặt ra mục tiêu mà tôi để đó luôn là mình vẫn làm việc chứ mình không có tập trung vào còn nếu mà các anh chị nghĩ rằng là phải có ai đó phải có người này người kia thì mình mới có thể uh, phát triển hay là mình mới có thể vui và hạnh phúc được thì tôi biết rằng là cái việc mà để mà có ai đó quan tâm yêu thương là một cái nhu cầu cái nhu cầu anh chị nha, một cái nhu cầu thiết yếu của con người thôi Tại vì chúng ta sống phải có tình yêu thương đó mà À, nhưng mà mình không để bị phụ thuộc quá anh chị và mình không để nó ảnh hưởng đến mức mà nó ảnh hưởng tới những cái kết quả mục tiêu của mình bởi vì nếu mà như vậy anh chị đang giao cái chìa khóa của mình cho một ai đó rồi là phải có cái người này có cái người kia họ phải làm điều này họ phải làm điều kia cho mình mới hạnh phúc được thế thì đâu có được chúng ta phải làm chủ được mình anh chị nha làm chủ được chứ mình không phải nào làm chủ những cái sự kiện bên ngoài được còn khi nào cái sự kiện bên ngoài cái điều đó nó đến thì vũ trụ mang đến thì mình đón nhận còn nếu mà chưa mang đến thì sao để mình ngồi mình dãy dụ mình làm 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 làm, làm mình làm mẩy đúng không ạ à, khi bạn là người đàn ông hoàn hảo thì người uh, con khi người con trai hoàn hảo thì người con gái hoàn mỹ sẽ đến à, khi bạn là người con gái hoàn mỹ thì người đàn ông hoàn hảo sẽ đến còn bây giờ mà giả sử vũ trụ nói là trời ơi anh chị đặt mục tiêu người yêu gì mà tiêu chuẩn cao quá trời luôn mà giờ anh chị phát triển giá trị bản thân mà nó như vậy nè sao tôi mang đến được vũ trụ đang chờ anh chị đó được mà vũ trụ đang chờ anh chị đó chứ phải vũ trụ không mang đến nên là đừng có trách móc vũ trụ nha đừng có nói là chờ tôi đặt mục tiêu có người yêu hai năm nay rồi chưa thấy ông xếp hàng đến nè, giỡn muốn sao bây giờ là bây giờ là là là, là là, 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 có thật thi không bây giờ là làm sao đây sao mình giận ổng mà trong cái đó nào anh chị với mục tiêu à? người yêu anh chị là gì ba dòng này, 90 60 90 nè xong mà người yêu phải là tài sắc vẹn toàn công dung ngôn hạnh trời giống như là anh chị tìm ai chứ không biết là cái người nào có được điều đó luôn á. Làm kinh tế giỏi nè, giỏi việc nước là đảm việc nhà nè. Rồi à, giỏi làm kinh doanh nè. Rồi quá trời quá đất luôn. Rồi là phải xinh đẹp nè, tài năng nè. Các kiểu vân vân trời giết mục tiêu ta nói chứ nhìn cái mục tiêu nó ủa. Rồi cái này là tự nặng ra luôn nha. Tự nhận ra luôn. Chứ bây giờ anh chị biết mục tiêu mà trong cái đó nha Tối ngày mình suy nghĩ Có người yêu mà. Có người yêu nè Mục tiêu thì biết ra rồi Gửi cho vũ trụ Ngày nào cũng gửi hết ý. Ngày nào cũng gửi hết Đấy Bắt gọi là Yêu cầu người ta giỏi làm kinh doanh Nhưng mà yêu cầu người ta nấu ăn giỏi nữa Được không à thì làm sao mà có ừ, Cũng có Nhưng mà mình phải cần Trời Vũ trụ nhanh đi kiếm anh chị ơi Trời Đang đi kiếm Mà quan trọng nhất là gì ạ à? là anh chị phải phát triển đến cái bây giờ anh chị nghĩ đi một cái người mà họ hoàn mỹ như thế họ có chọn một cái người bạn đời mà không có hoàn hảo để mà họ đồng hành không mà không anh chị nha trở lực hấp dẫn mà người như nào sắp dẫn những người như vậy cùng chương năng lượng hấp dẫn nhau tiêu chí chúng ta đặt ra cao quá bây giờ chúng ta phải nhìn vào cái tiêu chí đó và mình nhìn vào là mình đã có mình đã có những điều đó chưa tại vì bên trong thế nào và bên ngoài thế ấy mình phải có là mình mới hấp dẫn được anh chị nha được không ạ à? Chứ bây giờ anh chị không có anh chị làm sao hấp dẫn được à, bao trong số anh, anh chị hiểu cái gì tôi vừa nói thì comment số 1 đi à? nên anh chị đặt cái mục tiêu thì mình cũng phải gì à? cần thời gian chứ bây giờ anh chị phải phát triển mình lên rồi họ sẽ đến thôi nên mình đừng có giao chị khóa hạnh phúc cho những sự kiện bên ngoài tại vì những sự kiện bên ngoài mình không có kiểm soát được mình không có làm chủ được đúng không mình đừng có để ai đó là họ có họ thì mình vui không có họ mình không vui Đấy nên chúng ta hãy bắt đầu làm chủ lại cái niềm vui và hạnh phúc của mình anh chị nha, không giao cho người khác. Hãy bắt đầu yêu thương chính bản thân mình anh chị, khen ngợi bản thân của mình. Sắm cho mình cuốn sổ và ngày nào mình cũng bắt đầu ghi nhận thành công. Ghi nhận những cái là yêu thương chính cái cơ thể của mình, tiềm thức của mình và chỉ, tập trung vào thành công thôi anh chị. Hãy kiên nhẫn với chính mình được mà. Mình tại sao mình lại kiên nhẫn với người khác được còn bản thân mình mình lại không kiên nhẫn anh chị? Phải kiên nhẫn với chính mình anh chị ha hãy nghĩ về bản thân mình giống như một cái đứa trẻ là mình cần phải rèn luyện anh chị quan trọng anh chị phải kiên nhẫn để hành động kiên nhẫn dụng kiên nhẫn một cách kỷ luật và điều đặn rồi ngày càng anh chị sẽ làm nhiều anh chị học nhiều anh chị sẽ giỏi thôi và lập đi lập lại là mẹ của mọi kỹ năng rồi dần dần anh chị cũng sẽ trở thành một chuyên gia thôi nên là mình hãy kiên nhẫn với chính mình anh chị nha yêu thương bản thân mình nhiều hơn được không ạ à? à, có bao nhiêu số anh chị chúng ta hiểu được cái điều tôi vừa nói thì mình số một giờ và tôi cũng đã theo dõi anh chị hay là mình cũng hiểu được cái điều này mình yêu thương bản thân của mình nhiều hơn khi bản thân của mình làm tốt à, làm không tốt cái điều đó thì tôi cũng gì có được cái tầm nhìn rằng là gì không sao lần này không được thì mình cố gắng hơn mình hiểu được rằng là chỉ cần mình kiên trì kiên nhẫn bước đi trên hành trình này thì rồi mình cũng sẽ thành công thôi mình làm nhiều mình sẽ giỏi nhiều học nhiều mình làm nhiều sẽ giỏi nhiều thôi mình sẽ trở thành chuyên gia thôi không có gì phải uh, không bình an hay không có gì phải uh, Ờ, rối hay lo lắng hay là bắn loạn anh chị ha bởi vì như thế mình sẽ tạo ra những cái cảm xúc và những cái năng lượng không tích cực đúng không ạ và mình mình tạo những cái gì đó thì cơ thể của mình nó chịu ấy đúng không ạ phải nói là dù như thế nào ở chăng nữa thì các anh chị phải vẫn yêu thương bản thân mình anh chị nha phải yêu thương bản thân của mình đúng không ạ yêu thương cái cơ thể này bởi vì nó là cái nơi giúp cho anh chị sự sống mà à, chứ bây giờ các anh chị mà cứ không yêu thương nó thì tôi chia sẻ với các anh chị là gì à? Nhưng mà mình cứ trách móc nó hoài thì sao anh chị Thì nó cũng sẽ không có thương mình đâu Được không ạ Nếu mà mình không thương nó là nó cũng không thương mình Nên là chúng ta phải tách biệt Cái hoàn toàn giữa cái việc tốt Và cái việc cái việc nên làm Và cái việc không nên làm Đối với cái cơ thể của mình Và phải yêu thương bản thân của mình vô điều kiện anh chị ha à, Mình phải dành cho bản thân của mình Một cái tình yêu thương vô điều kiện Được không ạ à, Mình phải luôn uh, kiên nhẫn và cái tình yêu vô điều kiện này mình nên là tình yêu với cái cơ thể của mình nha hãy nói với cái cơ thể của mình những lời yêu thương mỗi ngày và phải luôn cho cơ thể của mình có những cái tiếp thu và có đón nhận những cái điều tuyệt vời được không ạ à? và thay đổi dần anh chị nha chưa dễ nhưng mà thay đổi dần thôi chúng ta cần môi trường nó rèn luyện được không ạ à? nên là chúng ta nhớ rằng là chúng ta phải gì ạ ứng dụng cái tư duy đó chính là ngưỡng mộ những người thành công và giàu có. À, hôm nay mình đã học được ba cái tư duy ấy, anh chị. Thứ nhất là gì? À? Ngưỡng mộ những người thành công và giàu có. Thứ hai là mình hãy kết giao với những người thành công và giàu có và tích cực. Thứ ba là các anh chị hãy rèn luyện cho chính mình cái thói quen đó chính là tập trung ăn mừng thành công của chính mình. Mình công nhận thành công của chính mình. Mình công nhận không phải cái gì là quá đâu. Nhiều anh chị bảo là mình làm ăn mình thành công của mình như vậy có làm quá không em? Thì anh chị ví dụ gặp ở ngoài. Ừ, ở những cái người ngoài mình ăn mình nhẹ nhàng thôi tự anh chị la làm chi rồi người ta không hiểu mình đang làm gì người ta nói mình không được bình thường còn khi anh chị tham gia vào môi trường của chúng ta thì sao cứ thoải mái anh chị nha à. à, nên là các anh chị nhớ rằng một buổi tối chúng ta vào buổi dung 20 giờ chúng ta phải có cái bước tổng kết thành công ấy và anh chị cũng nhớ rằng tổng kết thành công trên dung rồi phải ghi vào trong sổ của mình nha được không ạ để công nhận mình yêu thương mình khen ngợi chính mình và thành công nó nó sẽ nói tiếp thành công anh chị nha à. Hãy ứng dụng mỗi ngày để mà mình sẽ không đừng bao giờ chết bản thân mình nữa anh chị ha bởi vì một cái người chỉ phú đô la là một cái người giàu quá anh chị họ không bao giờ làm như vậy đối với chính cái cơ thể của họ và khi mà chúng ta tính làm cái gì mà chết mình hay so sánh mình với ai hãy nhớ đặt câu hỏi là một cái người chỉ phú đô la thì họ sẽ họ có làm như vậy không họ có làm như vậy không Đấy. Ờ, và nếu mà chúng ta có được câu trả lời là họ không làm như vậy thì việc của mình nó chính là gì ạ làm theo thói quen của những người thành công. Và chính là cũng không được làm như vậy với mình. Còn nếu anh chị muốn có kết quả mới mà lại làm theo thói quen cũ thì làm thì có chuyện gì xảy ra? Kết quả mới mà làm theo thói quen cũ thì Làm thì có chuyện gì xảy ra anh chị? Đúng không ạ? À? Đấy. À, rất là tuyệt vời luôn. Thì đó chính là cái ba cái tư duy trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta cùng nhau học với anh chị nha. À, rất là tuyệt vời. À, và trong những ngày tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp đến những cái tư duy tiếp theo, đúng không ạ? À? các anh chị hãy ứng dụng những cái tư duy trong những ngày vừa qua tôi chia sẻ ở ứng dụng vào, vào trong cuộc sống của mình anh chị ha thì chúng ta sẽ nhận được những cái kết quả vô cùng ngọt ngào trong những ngày tới đây đúng không rồi rất là tuyệt vời cảm ơn tất cả anh chị đồng hành cùng tú trong buổi tối ngày hôm nay bây giờ chúng ta sẽ cùng các anh chị trong nhóm học tập của mình làm cái quy trình đặt hàng buổi chủ anh chị nha rồi xin chào hẹn gặp lại tất cả anh chị em vào 20 giờ tối ngày mai à, xin chào hẹn gặp lại tất cả anh chị bye bye cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn là một bông hoa cảm ơn là lời yêu thương bạn ơi xin nhớ nói câu cảm ơn một khi nhận gì từ ai dù mua hoặc là người cho bạn ơi xin nhớ nói câu cảm ơn cảm ơn cờ a o n hé môi xinh nói lời cảm ơn cờ a cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn là một bông hoa cảm ơn là lời yêu thương bạn ơi xin nhớ nói câu cảm ơn một khi nhận gì từ ai dù mua hoặc là người cho bạn ơi xin nhớ nói câu cảm ơn cảm ơn cờ a cảm ơn cớ em nở hé môi xinh nói lời cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn, cảm ơn.